Quý sư đã giới thiệu và cảm ơn Viện Văn Cao Cấp cũng như Trường Đại học Địa Chất đã tạo điều kiện để tổ chức cái buổi này, và cảm ơn Putin Education là chính là cái đơn vị đã tài trợ cho cái buổi này. Thì đây là cái mục đích của tôi, nhưng mà cũng có thể là cũng không nói được hết. Cái lần cuối cùng mà tôi nói về đại đại chúng là hồi tháng 10 năm ngoái. Thì hồi đấy được gần một tiếng, nhưng mà nó chỉ nói được 1/3. Thì hôm nay thì được cho hai tiếng mà nói được 1/2. Thì tôi giới thiệu về. Thì trước hết thì tôi xin lên cũng nhận ra là tôi chẳng biết gì về nghệ thuật hết. Tại vì là ở Việt Nam khi tôi còn bé thì không được học nghệ thuật. Tức là cái đấy là, và có lẽ đến bây giờ vẫn thế. Thì khi mà lớn lên rồi chóng móc được cái gì thì học thôi, nhưng mà nó thiếu rất thiếu cái cơ bản. Thế chính vì bởi vậy mà lần này tôi lại muốn nói chuyện về một cái đề tài mà tôi không biết gì, vì đấy là một cái cơ hội để tìm hiểu. Và tôi nghĩ rằng là qua cái lần này thì mọi người sẽ chú ý hơn cái cạnh nghệ thuật, vì cái đấy là rất cần thiết cho cuộc sống này. Tức là cuộc sống thì mọi người tốt thì chúng ta cần phải hiểu biết, đặc biệt là biết về nghệ thuật. Mới thấy được cái đẹp của thế giới như trong xã hội, và khi mà mình cảm nhận được cái đẹp thì mình có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cái môi trường của mình và cái môi trường sống của mình rất là quan trọng. Cái bài giảng này thì nó còn là để tưởng nhớ cha tôi thì vừa đã qua đời cách đây một tuần, thì đây là tôi vì cái việc này tôi đến dành cái bài giảng này để tưởng nhớ cha tôi. Đây thì thôi tôi phải xin lỗi trước là vì là cái công việc tuần vừa rồi cũng rất là bận, và nên là cũng thời gian chuẩn bị cũng không được nhiều, nên là chắc là bài giảng này sẽ có rất nhiều thiếu sót và chưa được nghĩ thì xin mọi người bỏ qua cho. Bản thân cái đề tài này cũng rất là hay, và chắc là sẽ còn rất là nhiều dịp khác mà mọi người chẳng sẽ phải nói đến. Tài liệu cũng may là tài liệu ở trên thế giới thì về cái đề tài khoa học trong nghệ thuật thì rất là nhiều, và ở đây có một số người là giáo viên và thầy cô giáo thì chắc có biết câu hỏi về cái chuyện là cái đề tài này thì có thể giúp ích gì trong việc dạy toán, thì hay là để cho cái học sinh học toán thì có thể khẳng định ngay là nó rất là hữu ích cho việc dạy toán, cho việc thấy ý nghĩa của toán học. Vì là nếu mà ai mà chưa tìm được cái đấy thì có lẽ là sau buổi nói chuyện này thì có lẽ là sẽ ý hơn một chút là tất cả những rất nhiều cái vấn đề nghệ thuật mà mình có thể phân tích bằng toán học, qua đó mình có thể hiểu được rõ thêm rất nhiều, và thậm chí là bây giờ là người ta có thể dùng toán học để sáng tạo nghệ thuật, thì có rất nhiều những cái tác phẩm mà hay, hoặc là rất nhiều các thể chẳng hạn như là họa sĩ nổi tiếng là vẽ tranh, là nó cũng có rất nhiều cái kiểu toán học trong đấy, đặc biệt là cái nghệ thuật hiện đại thì nhiều khi là mình nhìn vào cái bức tranh là mình chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng mà nếu mà mình có thể so sánh các cái bức tranh hay là các tác phẩm hiện đại với các ý tưởng của toán học hiện đại thì sẽ thấy rất nhiều cái sự tương tự như nhau, và khoa học chắc là sẽ hiểu thêm một chút. Đây chẳng như đây một số trang tham khảo, chẳng hạn như là ở trên cái trang web của các học viện cũng có cả một riêng cả một cái trang về nghệ thuật rất là nhiều. Thì nói về nghệ thuật tức là nói về cái đẹp đó. Thế bây giờ thứ nhất thế nào là đẹp đó? Thì tự nhiên là người ta thường nói là cái đẹp là trong con mắt của người xem, tức là gọi là tiếng thị in the eye of the beholder. Nhưng mà tự nhiên là mỗi người sẽ thấy đẹp một kiểu. Có thể là cái đẹp của đối với tôi thì đẹp, đối với anh thì không đẹp. Đây chắc là cái nhân viên giới thiệu về cái tượng rất là hay. Cái tượng này thì tôi đi học là gần như người cái đẹp. Nó ở ngay trong tòa thị chính của Toulouse, là cái thành phố của tôi. Cái tượng này là tượng ông Phép Ma, là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất thế giới từ trước đến nay trong lịch sử. Đó vì là đóng góp trong nhiều ngành, thì mọi người biết về thế giới thì đóng Phép Ma, mà thực ra ông này còn đóng góp rất nhiều về thứ khác. Ông là một trong những cha tổ của lý thuyết sắp xuất, cha tổ của lý thuyết và lời chuyển biến phân, nên là hay là cái bí tích phân của trước thời nguyên đơn như các em biết. Thì cái tượng này nó rất là hài hòa, nó lại có một cái cô gái nâng khăn sửa túi cho ông này. Thì tôi mới nói đùa là bây giờ nếu mà tôi mà chẳng hạn ra cái toán thì phải thiếu cái cô đẹp như thế, chẳng hạn như thế. Và nếu mà có cái cô mà nói thế này, nó có cái cô biết sửa thì sẽ làm nó sẽ có nhiều cái ý tưởng hay. Thế thì đây là một vài ví dụ mọi người xem nó có đẹp hay không.
Thì là đối với con mắt của chúng ta thì có lẽ là nó không được đẹp lắm, đối với con mắt của người khác thì có thể lại đẹp. Đây là chẳng hạn như là cái chẳng hạn như có người cái cổ rất là dài rồi, thế là cái dân tộc Miến Điện dài, thế là coi như đấy là dân tộc là đẹp lên. Xong rồi là ở một số dân tộc thì người ta làm cái thì người ta phải đặt cái miếng ở bôi cái bôi thật là to ra thì người ta nghĩ thế là đẹp nữa. Đấy, hoặc là người ta phải phát cái tay làm cho cái tay nó thật là to. Đấy, hoặc là có những cái cô cũng ăn được cái cô mình mẫu lên thì cô phải thật là gầy. Thì để nói là cái đẹp đấy thì nhiều khi mà nó không phải ai cũng công nhận. Tuy nhiên, đối với một người mà làm nghệ thuật trở lại mà bây giờ nói là cái này của tôi đẹp nhưng không ai công nhận cả thì như thế là không thành công đó. Thế thì một người mà làm kiến trúc hay là soạn nhạc cái thứ thì thành công tức là phải có được nhiều người khen cái đấy là đẹp, tức là cái đẹp đấy là phải cái đẹp trong con mắt của nhiều người chứ không phải trong con mắt của riêng mình. Thì sau khi mà người ta phân tích rất nhiều thì người ta mới đưa ra một số chuẩn mực chung thế thế nào là đẹp, thì nó có gọi là 3+1 cái nguyên lý chung về cái đẹp đấy là được thế giới công nhận. Thế thì các cái tác phẩm này nó sẽ phân tích xuất phát từ 3+1 cái nguyên lý đấy. Để tôi xin được giới thiệu mấy cái nguyên lý chung. Và tôi xin lỗi mọi người là tôi thực ra tôi chả biết gì về kỹ thuật, nhưng mà ở đây gọi là tiếc không sửa súng và là còn muốn dìu qua mắt thợ đối với những người gọi là về nghệ thuật hay văn học ở trong này. Đây này, thì có bốn cái nguyên lý chung là thực ra gọi là ba và cộng thêm một. Nguyên lý thứ nhất là gọi là lặp lại, tức là có những cái mà nó cứ lặp đi lặp lại nhưng giống như là trong cái bài hát ấy, nó có những cái điệu khúc lặp đi lặp lại này, nó cứ tiếp tục như này để nó thành cái quen này. Cái nguyên lý lặp đi lặp lại này thì nó ứng với là mỗi một nguyên lý này nó đều ứng với một số cái ý tưởng văn học rất là cụ thể. Chính vì vậy mà chúng ta phải dùng văn học để phân tích. Nguyên lý thứ hai thì chúng ta gọi là sự hài hòa, hay là trong nguyên lý chất gọi là repetition, thứ hai gọi là harmony, sự hài hòa. Thì sự cái nào gọi là hài hòa thì về định nghĩa các nhà văn có thể nói hài hòa tùy người ta, nhưng mà nói về mặt định nghĩa về mặt gọi là máy móc ấy, thì hài hòa có nghĩa là nó khớp được với nhau, nhưng mà anh đặt hai bên cạnh nó chồng lên nhau nó không khớp được thì nó không hài hòa, hoặc là nó thừa ra một cái hổng to thì nó chưa hài hòa, nhưng mà khớp khít vào thì là hài hòa. Thế mọi trong mọi việc cũng thế thôi, mọi thứ mà nó khớp và ăn dơ với nhau thì là gọi là hài hòa. Đấy, nó trong cái thuật thế. Đấy, cái nguyên lý thứ ba là nguyên lý người ta gọi là không đơn điệu, cần non-monotonicity. Ta phải có một cái gì đấy nó hơi đặc biệt một chút, nó hơi độc đáo. Tất cả mọi thứ mà nó cứ đơn điệu quá, chẳng như là cái thảm đỏ đẹp như bây giờ tất cả đều đỏ cả thì lại là nó sẽ mất hay đi cả. Phải có chỗ này chỗ khác. Đối khác đi. Và nguyên lý thứ tư thì người ta gọi là cái mà chúng ta quen thuộc. Tức là bây giờ chẳng hạn như là bây giờ tôi vẽ hình ông sao Hỏa, chẳng hạn tôi vẽ có thể rất đẹp nhưng mọi người sẽ không cảm nhận được cái chuyện đấy, thì chúng ta cảm nhận được rõ nhất là những cái gì mà chúng ta quen thuộc đấy. Ta đặc biệt là cơ thể con người là rất nhiều cái tranh cái tượng là chúng ta vẽ về cơ thể con người, thì cái đấy là cái đối tượng quen thuộc nhất chúng ta, hoặc là cái thiên nhiên của chúng quen thuộc của chúng ta. Thế vậy tự nhiên là đây là tôi chú thích thêm, tức là mọi thứ thì nó đều có cái sự gọi là cân bằng, là nếu mà đơn giản quá thì cũng có thể cũng không hay lắm, mà phức tạp quá thì chúng ta cũng không cảm nhận được cái gì nó cũng hài hòa thì là đẹp. Đấy, chẳng hạn như là đây là về phần ví dụ ban đầu thì là cái hoa hướng dương này thì tôi không có cái bức ảnh chụp ở bên Pháp, còn như rất nhiều hoa hướng dương cái mùa khoảng mùa hè nó cũng đẹp lắm. Thì đây là đấy một cái vẽ tôi có nhưng mà tôi không chụp cho đây. Đây là một cái bức ảnh trên mạng thôi. Thì cái hoa này nó đẹp ở chỗ nào thì đấy là nó có thể nói là nó thỏa mãn cả bốn cái tiêu chí phía trên đấy. Tôi không xin phép không đi vào chi tiết, nếu mà tôi còn thời gian thì tôi sẽ quay lại thêm một chi tiết thêm. Bây giờ nếu mà nói về cái cạnh toán học thì như thế này, thì cái sự lặp lại thì trong toán học người ta gọi là đối xứng, hoặc là trong tin học thì nó có những cái người ta gọi là cái lúc trong đấy có những cái mà nó cứ tiếp tục nó cứ sinh ra theo cùng một cái nhỏ sinh ra cái to từ cái nhỏ cái generator đấy. Cái sự hoài hòa thì trong toán lý thì nó dẫn đến cái tính chất người ta gọi là cộng hưởng, cái resonance sẽ cái resonance là cái mà yếu tố nó rất là quan trọng trong nhiều phương trang, như là khi mà tai mà chúng ta mà nghe được cái thứ cũng là do yếu tố cộng hưởng.
Đấy, nếu không thì chúng ta nghe không vào tai. Đấy. Và yếu tố độc đáo và yếu tố quen thuộc, hai cái đấy là nó là hai mặt của một thứ cơ. Hay là trật tự hỗn loạn, tức là trong thế giới có cái cân bằng của hai cái phần đấy. Bản thân cái sự sáng tạo, cái phần sáng tạo thì bản thân có cái gì đấy đó độc đáo thì bạn phải dựa trên cái gì quen thuộc. Bây giờ sang phần thứ ba, tức là thì tôi muốn nói là cái thực ra thiên nhiên chính là cái nhà nghệ thuật lớn nhất, hay là những người ta gọi là đấng tạo hóa đấy, nhưng mà thôi thì ở đây là không nhất thiết phải là theo tôn giáo gì cả, thì nói là thiên nhiên Chúa, hay là những người không khái niệm của mình về cái gọi là cái đấng tạo hóa đấy, thì là chính là cái người sáng tạo ra rất nhiều thứ và cũng là cái gọi là cái nhà nghệ thuật lớn nhất. Đây bây giờ chẳng hạn như là chị Phong Thanh Nhiên ở Việt Nam thì rất tiếc là không có tuyết, ít tuyết năm nay hình như có tuyết, mà nếu mà ở nước ngoài thì tuyết rất là nhiều, phải có cái bông tuyết. Và bây giờ cái các cái bông tuyết ấy thì nó đều có một tính chất chung là nó có cái đối xứng xấu, đối xứng hữu giác này. Bông tuyết nào nó có cái đối xứng đấy, cái đấy là nó xuất phát từ cái tính chất vật lý của nước, của bản thân cái nguyên tử nước ấy. Đấy, và đấy, khi mà chẳng hạn như có cái gì này nó mà dính thêm vào bông tuyết thì lập tức ở những chỗ xung quanh thì xung quanh chính em để luôn luôn cái đối xứng lên được bảo quản. Cái này nó lại chết rồi. Alo. Xin lỗi. Alo. Nói đi là không kêu mà đâu phải là không kêu. Bây giờ cái đấy cho các bạn người ta có cái khái niệm là tiên lệ, chứng minh gì khó cho ta cứ chấp nhận tiên lệ là thiên nhiên là đẹp. Thế biết nhưng mình muốn giải thích thì vì sao đẹp? Tại vì là tức là chúng ta sống trong cái môi trường nào đấy thì phải công nhận cái đấy là đẹp, thì vì nếu không nhận thì chúng ta không tồn tại được. Tức là chúng ta tồn tại được thế này. Chúng ta quen với nó, chúng ta coi nó là đẹp rồi. Tức là cái đẹp là cái tốt, là cái tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta tồn tại và phát triển. Thì từ cái tạm thời coi từ cái tiền đề là thiên nhiên là đẹp, thiên nhiên tạo hợp với chúng ta. Tại vì thiên nhiên rất là đối xứng, thiên nhiên rất là đối xứng. Thỉnh thoảng thì nó không
không hài hòa được cho lắm. Đây là một bức ảnh có lẽ không được đẹp lắm. Trước khi đến đây thì không, anh bạn ấy nhắc là hiện tại thì có một số vấn đề nhạy cảm thì anh ta nói, nhưng mà cái này thì là cái bức tranh của anh ta đây đâu. Cái bức tranh này là về cái vấn đề bùn đỏ ở Hungary và là thảm họa ở Hungary cách đây khoảng 6 năm đây. Có cái anh đến từ Hungary chắc là biết cái vụ đấy nó lớn kinh khủng lắm. Thế thì nhưng mà người ta bảo ở Việt Nam là cái lực bùn đỏ lớn hơn ở Hungary, nếu mà chúng không cẩn thận thì nó cái thảm họa nó sẽ còn lớn hơn, và tất nhiên là khi mà cái môi trường nó bị hủy hoại thì nó sẽ không còn đẹp nữa và nó không còn thích hợp với cuộc sống của chúng ta nữa. Và vậy là một trong những cái mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải bảo vệ môi trường nó đẹp của chúng ta, còn sống được không chỉ chung cho chúng ta mà cho các thế hệ sau. Thì bây giờ chuyển sang cái mục này là một đối xứng trong nghệ thuật. Thì thực ra là đối xứng thì nó từ ngàn đời nay là nghệ thuật nó luôn là rất là quan trọng cái chuyện đối xứng. Thế nếu mà ai mà chẳng hạn là đi vào nhà thờ ở các cái nơi trên thế giới, thậm chí là không cần đi đâu cả, vào những ngày nhà thờ lớn này, nhà thờ đại hạng này, nhà thờ thì sẽ thấy là những cái tranh người ta làm, hoặc là thậm chí là vào nhà chùa, nó có rất nhiều cái đối xứng. Đây là một ví dụ này là lấy một cách ngẫu nhiên thôi. Đây là một cái đề tài của nó là chẳng qua là nó có cái con cừu ở giữa, người ta được gọi là được làm cái đế chúa đấy. Nhưng mà vấn đề quan trọng là nó đối xứng, nó trông nó đẹp mắt. Thế thì người ta giải thích tại sao là nhà thờ người ta lại làm những thứ đẹp mắt đó. Nên người ta mới nói này là nhà thờ thì cần phải dụ dỗ con chiên, và muốn dụ dỗ con chiên thì cần phải làm đẹp con chiên nó còn đến cho ta đến xem, sau đó thì ta mới dụ xong. Thì đây là một cái ví dụ về đối xử. Cái này là một cái kiểu như là một cái thảm ấy, của cái vùng Ba Tư, cách xa. Cái thảm này thì nó đối xử kiểu gì? Thực ra là nó có hai loại đối xử trong toán học của ta phân như thế. Nó gọi là đối xử trong và đối xử ngoài. Thì là chế thảm này nó có cả đối xử trong và đối xử ngoài. Thế nào là đối xứng trong? Tức là bản thân một cái vật thể nó có đối xứng, kiểu như là có bóng, nó xoay nó thì nó vẫn là bóng, nó xoay nó thì nó vẫn như thế, thì nó gọi là đối xứng trong. Còn đối xứng ngoài là thế nào? Đối xứng ngoài tức là người ta di chuyển quả bóng từ nơi này đến nơi kia, nó vẫn lấy hình quả bóng, thì đây là đối xứng ngoài. Thế ở đây cũng như thế đâu. Tức là từng cái hình tam giác một có thể tưởng tượng là nó có đối xứng trong, hay từng hình tam giác một là có đối xứng trong. Nhưng mà đồng thời thì là những cái hình lục giác nó giống nhau, những hình tam giác nó giống nhau, tức là di chuyển trong những cái hướng nào đấy nó vẫn như thế. Thì đối xứng ngoài. Thế thì nói về mặt toán học ấy, cái đối xứng trong thì nó tạo thành cái người ta gọi là nhóm cái group ấy, group của toán học. Thế thì một cách nhóm hiện tại nó vẫn được coi là ý tưởng toán học hiện đại cao cấp, nhưng thực ra nó là một cái ý tưởng rất thông dụng trong cuộc sống. Ta nhìn đâu thấy các cái nhóm là nhóm đối xứng, hoàn toàn có thể dạy cho học sinh cấp 1, cấp 2 hiểu được, nhưng mà phải dạy một cách trực giác, phải dạy một cách nó gọi là gần gũi với cả ví dụ thực tế, chứ không phải dạy nhóm là một cái tập hợp rồi là có các phép toán A B C D giấy thỏa mãn mối hệ tiền đề rồi người ta lấy một cái tập hợp xong người ta kiểm tra nó thỏa mãn như thế là nhóm thôi. Cách đấy là không đúng. Cái cách đúng lắm là phải qua những cái ví dụ từ thực tế. Cái chuyện là nó là một cái vấn đề khái niệm rất là trực giác, gần gũi với thực tế. Thế nhưng mà đấy là nói về đối xứng trong, thì chúng ta nói là đây còn có cả đối xứng ngoài. Thế thì trong toán học thì nếu mà có cả trong đối ngoài, cái ngoài nó khác với cái trong, này cái ngoài thì ta có thể dịch theo một hướng, nhưng mà nếu mà ta dịch quá thì nó ra ngoài, nhưng mà cái sàn nhà ta nó có thể là hình miếng ngắt vuông vuông, thế thì ta có thể đi chỗ này đến chỗ kia vẫn là cái viên gạch đấy, nhưng mà ta đi một lúc thì ta đến tường nó không đi được nữa, cho nên nó có hạn chế hơn là đối xứng kia. Vậy thì là kết hợp cái hai cái thì người ta gọi tiếng Việt thì tôi không biết có cái khái niệm từ chuẩn thôi, nhưng mà tiếng nước ngoài thì có cái khái niệm là cái từ chuẩn là group mới, tức là người ta gọi là group nhóm. Thì group nhóm cũng là một đối tượng nghiên cứu của toán học hiện đại. Đây là để cho mọi người nhìn cho nó vui mắt. Đây là một cái ông, tức là ông Escher, tức là một cái họa sĩ người chủ nghĩa là người Hà Lan, tức là nổi tiếng của thế kỷ 20. Ông vẽ rất nhiều cái bức tranh đẹp, và kể cả những cái bức tranh rất là siêu thực nữa. Thì đây là một trong những cái ví dụ của bức tranh ông vẽ. Thì là nó có đối xứng và đồng thời nó kết hợp với cái người ta gọi là hình học hyperbolic, tức là cái matrix nó khác với cả cái matrix thông thường của chúng ta. Thì đó là trên cái nghĩa này, nó thực ra là cái khoảng cách, nếu mà nhìn từ cái thằng
cái thịt con bay bay ở giữa ra đi ngoài, khoảng cách đấy là vô cùng. Thì tức là đây là những ý tưởng toán học, cái hình vì nào các cái có thể tạo ra được những bức tranh trong đề bắt như thế. Đây như người nói được xuống. Đây là một trong những ví dụ về việc có thể nghiên cứu đối xứng, đây là cho học sinh cấp 2 chẳng hạn, các cái tam giác, cái tứ giác hay là ngũ giác, lục giác thì đấy có thể phân loại cái đối xứng. Thì đây là một cái bài giảng tôi có giảng cho con gái cách đây mấy năm rồi, bây giờ thì nó lớn hơn nhiều rồi nhưng mà còn đấy vẫn còn học cấp 2. Thì đây là mấy bộ hai bộ con ngồi cắt cùng nhau ra để xem tam giác thì có bao nhiêu đối xứng, tứ giác thì có thể có đến bao nhiêu đối xứng, cái số đây cái số thì nhìn ở đây nó hơi bị mờ không nhìn thấy. Nhưng mà chẳng hạn như là một cái tam giác tùy ý thì nó không có đối xứng nào, tức là người ta gọi cái nhóm này là nhóm đối xứng, là nhóm trivial, chẳng có một phần tử đứng nguyên. Nếu mà nó là cân thì nó có một cái đối xứng là đối xứng gương, nếu mà nó là đều ấy thì nó có mấy đối xứng tất cả sáu. Vì sao sáu? Tại vì nó có ba đối xứng gương và ba đối xứng quay, còn lại thì sáu. Còn tứ giác thì nó vẫn có nhiều hơn, tứ giác thì nó nhiều nhất là bao nhiêu? Nhiều nhất là 8. Nghĩa là nói chung là n giác thì nhiều nhất là 2n. Thế là nó gọi là nhóm dihedron ấy. Thì và hình tròn thì nên là cái hình nó sẽ rất nhiều đối xứng nhất thì nó quay góc nào cũng được. Thì đấy là hình tròn, là càng ngày các cái hình đa giác đều, nếu mà nó càng nhiều cạnh thì nó càng gần với hình tròn. Thì khi mà tôi bảo tôi là bây giờ đem cái kéo ra đây để học toán, nó ngắt nhất là mấy cái này, mấy cái tam giác tứ giác này biết rồi thì đỡ thì phải học rồi. Mà không, cái này chưa biết, tuy là biết rồi nhưng mà chưa biết, cái nhóm đối xứng là không phải học. Hầu như là được, có thể được nhắc tới nhưng mà nhắc tới rất là ít khi mà học ở trong chương trình. Thế thì có một chương trình hiểu hơn về các cái đa giác qua cái việc các cái tính chất đối xứng thôi. Cái máy này nó làm sao mà được? Bây giờ nếu mà người nói về trang trí, chẳng hạn như là cái phòng này thì nó không có cái nhiều trang trí, người ta gọi là trang trí kiểu bắt cạnh ấy. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như là bây giờ lấy giáo sư Hải ra, cái áo của giáo sư Hải có cái trang trí kiểu bắt cạnh, hay là giáo sư ví dụ cũng thế. Hay là đây có rất nhiều, hay là đây này, hay như có cái trang trí ở trên áo, hoặc là đây này, hay là thì là có cái trang trí kiểu vang. Thì người ta gọi chung là trang trí kiểu cắt gạch, tức là gì, tức là ta có một cái mặt phẳng để ta muốn trang trí sao cho trông nó đều nhau hơn, thì người ta gọi là trang trí kiểu tessellation ở tiếng Anh. Thế thì chẳng hạn như là cái sàn nhà này, nhớ chỗ nào mà có gạch đá hoa thì người ta trang trí kiểu cắt gạch, ở đây tuy là rất đơn giản. Tôi hỏi là bây giờ có bao nhiêu kiểu trang trí cắt gạch khác nhau, thì đấy là từ vấn đề hoàn toàn toán học, tức là toán học phân loại được tất cả các kiểu trang trí lát gạch khác nhau, lát gạch hoặc lát tường nó thế cũng giống nhau, hoặc là lát cột lát đào nó thế, cùng là cái bài toán làm sao để trang trí bằng những cái hình cho nó có cái tính chất đều để phủ kín một cái mặt. Thì cái hình ở đây là một cái lượng đồ toán học cho đủ 17 kiểu đấy, nó có 17 kiểu khác nhau và nó ứng với cái chuyện là 17 cái nhóm đối xứng khác nhau trong cái tổng cộng nó có đúng 17 cái. Cái đơn giản nhất là những cái như kiểu cái hình tam giác thì nó xếp vào nhau, hay là hình vuông xếp vào nhau là đơn giản nhất. Còn có nhiều kiểu khác nó phức tạp hơn. Thì ở đây là có một kiểu tổng cộng. Và có một điều thú vị này, hồi tôi đến Lisbon cái đêm vào số 5 rồi, thì tôi có cái anh bạn giáo sư ở đấy. Thì anh mới kể chuyện là cái thành phố Lisbon là nếu mà đi trên đường mà để ý thì sẽ tìm được đủ tất cả 17 kiểu đấy. Thì không thiếu kiểu gì Lisbon nó đặc biệt như thế. Có lẽ là thành phố duy nhất ở trên thế giới mà đường của thành phố là được lát gạch đúng đủ 17 cái kiểu lát gạch trang trí. Thì đây là một bức ảnh tôi lấy đại rồi. Đây là một cái bức ảnh chính ở Lisbon này. Đây là một trong các cái kiểu, và ngoài ra thì có nhiều kiểu khác. Thì bản thân cái là những cái nhóm đối xử đấy thì nó giúp thành phố này nó trở nên đẹp hơn như thế. Đây nhân tiện nói về đối xứng thì đây là một cái bài toán vui đố cho các bạn nào mà ngồi đây không có việc làm. Chắc là cái Rubik thì mọi người biết, cái Rubik là cái trò chơi mà nó đẹp, nó đẹp theo nghĩa là nó rất là đối xứng, mà nó tương đối đơn giản, cả toán văn hóa nó cũng không
nó đơn giản nhưng không nên nói đơn giản lắm, tức là xoay những cái vấn đề thôi. Và bây giờ đó, cái bài toán nó rất đơn giản như này thôi, thì cầm cái Rubik xong rồi xoay theo hướng này một phần tư vòng, xong rồi xoay sang hướng bên phải tư vòng, xong rồi xoay theo hướng trước một phần tư vòng, xong rồi xoay đây một phần tư vòng, cứ xoay như thế thôi, tư vòng xoay như này, xoay này. Đấy, khi mà xoay như thế thì càng ngày cái Rubik nó sẽ màu nó sẽ càng đảo lộn đi. Đấy, nhưng mà có một cái thú vị này, khi mà cứ kiên trì mà xoay thêm một lúc thì nó lại đến như cũ. Bây giờ nếu mà ai không tìm được cái thử đó. Và nếu mà cứ xoay nhiều thì nó lại đúng như cũ, tuy là đảo lộn đi. Bây giờ câu hỏi đố tức là vì sao lại như thế? Đấy thì đấy là một cái, nó có câu trả lời toán học của cái chuyện đấy. Được. Tuy nhiên là khi mà người ta nói đối xử thì thường người nói là có cái sự lặp đi lặp lại đó, hay là trong vật lý người ta gọi là các cấu trúc tinh thể này, chẳng hạn như là sắt thép nó có cấu trúc tinh thể là crystal này, hoặc là cái cấu trúc mà hay là cái TV cái xương người ta làm thường thường nó gọi là liquid crystal, tức là nó có cấu trúc tuần hoàn. Nhưng mà cái này cũng rất là thú vị, tức là ở trong cái nghệ thuật của Hồi giáo, cái nước mà theo đạo Hồi thì người ta thường lát những cái viên gạch, đây cũng là những cái viên gạch để mà lát tường cho trang trí, không phải là bằng những cái hình như là hình tam giác, hình lục giác, hình tứ giác, tất cả những cái chữ đều có hình như thế cả, nhưng mà cái này đặc biệt là hình ngũ giác, tức là cái góc của nó là góc pi trên 5 của những cái này, tức là nó là một số của pi trên 5 chứ không phải là pi chia 4 hay pi chia 6 thế. Thế thì từ các cái góc mà nó là một số của pi trên 5 thì người ta làm ra 5 cái viên gạch cơ bản như thế này. Có đây là một cái là cái to nhất là cái 10 cạnh. Xong rồi có cái 5 cạnh cho là hình dạng đều, có cái kiểu hình quả tràm này, cái gì. Thế thì từ 5 cái viên này là có thể lát phủ kín tường và nó ra rất nhiều cái hình rất là đẹp khác nhau. Thì cái viên gạch này người ta gọi là viên giri, tôi không biết vì sao người ta gọi thế, nhưng lại là giri là những cái đường viền đấy, ta không biết là viên gạch mà là nó gọi những cái đường viền trong đấy, và người ta phủ khi người ta phủ tường đấy thì những cái đường viền này nó tạo thành những cái hình khá là đẹp đấy. Thì đây là một cái ví dụ về phủ đấy, tức là từ năm cái hình đấy nó phủ, nhưng mà thực ra là nếu mà chịu khó mà tìm ở trên mạng hoặc là đi đến những cái vùng mà có những cái thờ của mosque của giáo thì sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái hình khác nhau như thế. Đây là một trong những trang trí như thế. Từ năm cái viên cơ bản ra. Và cái này nó có một cái tính chất rất hay là nó không tuần hoàn. Tức là không thể nào xét cho nó tuần hoàn. Thế thì về mặt vật lý cái mà tuần hoàn người ta gọi cấu trúc tinh thể, và cái không tuần hoàn nó là dạng tinh thể. Mà mãi cho đến những cái thời khoảng năm 1970 gì đấy thì chẳng như là có cái ông Perros mới bắt đầu mới nghiên cứu về cái đấy để phổ biến cái cấu trúc giả tinh thể, là vẫn là một cái vấn đề tương đối thời sự của toán lý hiện tại. Nhưng mà đối với những cái người là đó là những người theo đạo Hồi thì người ta đã dùng các cái cấu trúc giả tinh thể đấy là cái cấu trúc mà giả đối xứng đấy, các đó là một loại đối xứng, chẳng hạn nó không tuần hoàn, chẳng tuần hoàn từ lâu rồi, nó có cái tính chất vẫn gọi là set similarity, và nó vẫn có tính chất lặp lại nhưng nó không theo được lặp chặt. Thì đây là một điều rất thú vị, và chắc nó chỉ đơn giản hơn thế thôi, nhưng mà nó vẫn là có nhiều câu hỏi mở cho các nhà toán học theo nghiên cứu. Thế thì bây giờ tôi xin chuyển qua một cái khác, là đấy là qua về đối xử, là một cái vấn đề gọi là vấn đề các cái tỷ lệ trong nghệ thuật. Tại vì cái này nó cũng là một cái vấn đề liên quan trực tiếp đến toán học, và nó liên quan trực tiếp đến những hình học mà ở đây các cô giáo hoặc các học sinh sẽ học ở trong phổ thông ấy. Bây giờ thế nào là tỷ lệ? Chắc là mọi người biết rồi, tỷ lệ là gì? Tôi lấy ví dụ thôi, tức là bây giờ người là chiều cao bao nhiêu để trả lời này. Đây là cái lời một người mẫu Việt Nam để làm đấy, là cao 1m7, 1m8, xong rồi có ngực 90. 60, 90 thì đấy là những cái thước đo thôi, nhưng mà bản thân đấy là thước đo, nhưng mà cái tỷ lệ trên đấy, tức là cái tỷ lệ giữa các cái thước đo, tức là chẳng hạn như là 170 chia 90 thì gọi là tỷ lệ, chia 60 chia 90, tức là bây giờ nếu mà mình làm một cái tượng của một cái cơ biểu mẫu ấy thì cái tượng đấy nó có thể là nó chỉ nhỏ tí thế thôi, nhưng mà nó phải giữ nguyên các cái tỷ lệ đấy thì trông nó mới giống. Đấy, tỷ lệ là gì? Tỷ lệ tức là khi mà ta
phóng to ra, thu nhỏ lại gọi, và ta vẫn giữ nguyên tỷ lệ thì trông nó giống, tức là nó hình đồng dạng, đúng không? Thế thì khi mà người ta làm tượng, người ta rất là phải quan trọng, hay là xây nhà rất là quan trọng những tỷ lệ đấy thì trông nó mới đẹp. Tức là khi mà người ta làm tượng thì tượng tỷ lệ nó phải giống người thật, nó phải hài hòa, thì nó mới ra dựng nhà, thì vấn đề tỷ lệ rất là quan trọng. Và khi mà người ta xây nhà hay là các cái kiến trúc thì người ta phải có các cái tỷ lệ hài hòa đấy, thì các cái nhà các cái nhà kiến trúc thì người ta thậm chí người ta còn viết cả những quyển sách về trong đấy, là trong đấy ghi bao nhiêu cái tỷ lệ quan trọng trong đấy. Thì như là cái nền kiến trúc và điêu khắc Hy Lạp ấy, thì là được coi như là chuẩn mực của tỷ lệ cổ điển, là những cái tượng mà tôi có những sự ấn tượng ở đây, những ngày xem những cái tượng Hy Lạp mà trông ngày nay chúng ta trông những cái người mà người ta tượng người ta đặt ở đây 2-3 nghìn năm trông vẫn rất là đẹp và các tỷ lệ rất hài hòa. Và xây nhà của thì đến bây giờ người ta vẫn còn những cái chuẩn mực, tuy nhiên là càng ngày thì nó càng xuất hiện thêm nhiều tỷ lệ mới, gọi là cái công nghệ nó thay đổi thêm. Thì nhân tiện tôi mới giới thiệu một cái chương sách trong cái quyển sách này, và khi mà tôi đọc thì cảm thấy rất là hay nên là muốn chia sẻ với mọi người. Cái chuyện này là chuyện đơn vị mà cái quyển này đã được dịch từ Việt Nam cách đây tương đối lâu rồi, nhưng mà cái bản dịch cũ từ thì rất tiếc là nó rất nhiều sai, nó vừa sai như nó sai về toán, rồi là có cả cái chương không được dịch, rồi có cả những cái đoạn rất là hay bỏ qua không được dịch. Thì nên là gần đây thì chúng biết mới dịch lại, và trong đấy thì có cái chương về tỷ lệ rất hay, tức là có cái cậu, có cái nhân vật gọi là cậu số 0 để kiếm tình này, có cái hàng là cái số 0 rồi. Thế thì nó mới trong cái chương mới học được tỷ lệ, thì nó bảo là ngày xưa trước ấy thì nó mới đi vào những cái nhà hương, không biết là giờ Việt Nam vào cái nhà hương không, tức là vào thì nhìn cái hình người nó cứ méo mó thế là đấy, thì nó vào đấy thì nó cười, thấy trông quái dại cả, nó cười không hiểu vì sao mà cười, chỉ thấy cứ cười thôi. Đấy, sau khi nó học về tỷ lệ thì nó mới hiểu vì sao mà cười đó, thế nên là cái hình nó không còn tỷ lệ phía trước nữa, là mọi thứ là nó biến dạng đi. Đây là một cái ví dụ về tỷ lệ. Cái cô này tên là diễn viên, tên là Christina Applegate, thì là cô được bầu bình bầu một năm, mà thấy là người đẹp nhất hành tinh ấy. Thế thì người ta mới hỏi là tại sao cô lại đẹp nhất hành tinh, vì thực ra là cô không có một cái nét gì đẹp một cách gọi là độc đáo đặc biệt cả, nhưng mà ai nhìn thấy cô cũng nhận cô đẹp, thành người đẹp nhất hành tinh. Thì vì sao? Thì vì thực ra là rất đơn giản, là tại vì cái gì của cô ấy cũng là tỷ lệ, cũng là trung bình, tức là mọi cái đều quen thuộc, đều trung bình, không có cái gì cả làm cho người ta cảm thấy khó chấp nhận, cuối cùng là ai cũng thấy thì trong nghệ thuật hay là trong kiến trúc nó có rất nhiều cái tỷ lệ quan trọng. Ở đây thì tôi không có nhiều thời giờ, thì tôi muốn chỉ giới thiệu 1-2 cái tỷ lệ gọi là thôi. Tỷ lệ nó là vấn đề toán học, thực ra là các cái tỷ lệ mà nó vì sao nó quan trọng, thì thực ra là nó sinh ra từ những cái vấn đề rất là tự nhiên thôi. Khi mà cái con ốc nó phát triển ấy, thì nó phải có những tỷ lệ đấy nó cho nó phát triển tốt nhất thì nó đấy. Hay là khi một cái ví dụ về tỷ lệ quan trọng đấy là tỷ lệ căn bậc 2. Cái tỷ lệ đấy hay gặp vì sao? Tại vì là chẳng như là mọi người có biết cái tờ giấy bình thường, cái tờ giấy thì bảo là giấy A3, A4, A5, A1, A2 chỉ đấy, cái tờ giấy này. Thế thì nếu mà nó là tờ giấy khổ A thì cái chiều dài chia cho chiều rộng nó phải là tỷ lệ căn bậc 2. Vì sao? Tại vì là cái tờ giấy nó có nguyên tắc này, khi mà ta gập đôi nó lại thì nó đồng dạng với chính nó, tức là gập đôi lại nó vẫn đồng dạng. Tức là B chia cho A thì bằng A chia cho nửa B, chia cho nửa của B. Thế thì suy ra là B bằng căn bậc 2 của hai nhân với A. Thế thì vì sao người ta muốn cái tờ giấy gập đôi lại nó vẫn là chính nó, thì đấy là một cái chúng nên gọi là đúng là một cái sự hài hòa đó. Tại vì bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn in một trang ở đây cũng được, hoặc tôi muốn in thành hai trang cũng được, nhiều khi tôi cũng tiện muốn in hai trang đấy. Hay như là cái tỷ lệ vàng, người ta hay nói tỷ lệ vàng là cái tỷ lệ mà nó là tỷ lệ giới hạn của các cái của cái dãy số, người ta gọi là dãy số Fibonacci, phát triển gọi là dãy số
người ta thường nói là nó hỏng phát triển đấy. Nhưng mà thực ra cái dãy số Fibonacci, các cái số Fibonacci nó xuất hiện rất nhiều trong thực tế, và nó có cái nguyên lý toán học để chuyển vì sao nó xuất hiện trong thực tế. Tức là nó sinh ra từ một số những cái dòng luật, và từ đấy thì dẫn đến cái chuyện là những cái số đấy chính là những cái số tối ưu. Thế bởi vậy mà các cái tỷ lệ Fibonacci hay là cái tỷ lệ vàng, tức là thực ra là xấp xỉ, nó hay chúng ta hay không? Khi mà nói đến tỷ lệ, tất nhiên là nó chỉ là ở mức độ, nó không phải chính xác, gọi là 1000 đến 100%, nó có thể xê dịch một chút, đừng xê dịch nhiều quá, xê dịch nhiều quá thì nó còn tăng vuông. Đây thì người ta thường hay minh họa, tất nhiên là nhiều khi nó cũng có thể là vượt ép thôi, nhưng mà từ khi mà thời cổ hưng thì các nhà nghệ thuật người ta có chú ý đến những cái tỷ lệ như kiểu tỷ lệ và Fibonacci, và từ đấy khi mà vô tình tiền cuối người ta vẽ những cái tranh để cho nó tuân thủ một số cái tỷ lệ kiểu như thế. Đây là cái bức họa Mona Lisa này, người ta mới thấy là nó các cái kích thước giữa những cái số đo khác nhau của người là nó gần như là nó tương đối cái tỷ lệ này. Tỷ lệ vàng là gì? Là thực ra rất đơn giản đó. Là nếu lấy cái hình ngũ giác đều bình thường ấy, thì lấy cái một cái đường chéo của nó, cái đường chéo chia cho cạnh chính là cái tỷ lệ vàng của ngũ giác đều. Nhưng mà nó ứng với cái chuyện là gì? Ứng với cái chuyện là như là cái con như là cái con ốc ấy, là cái đường xoắn ốc ấy. Đường xoắn ốc, cái xoắn này càng ngày nó càng to, càng xoắn. Thì cái tỷ lệ vàng chính là cái tỷ lệ mà nó khi mà nó xoắn hết hợp nhất, nó phát triển được theo nó xoắn được tình ra. Thế thì cái tỷ lệ mà bắt cái tỷ lệ nó không chỉ quan trọng trong kiến trúc hay hội họa, mà nó quan trọng trong cả âm nhạc. Thế thì âm nhạc thì là những cái mà từ âm nhạc phương Tây ngày nay ấy, thì là cho là nó thừa hưởng từ những cái thời ngày xưa, từ thời Pythagoras. Ông Pythagoras là một cái ông rất là hay, ông là người Hy Lạp, nhưng mà ông ngày xưa ông được đưa vào trong cái thư viện của Ai Cập, ông ấy học được rất nhiều điều. Và người ta bảo thực ra là những cái định lý Pythagore về cái việc là A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương ấy, thì mình cũng thẳng ra thực ra là ông cũng học được trong cái thư viện đấy. Thế nhưng ông ấy nghiên cứu rất nhiều thứ, không chỉ là toán, mà ông ấy nghiên cứu cả thần học, cả âm nhạc đấy. Và trong âm nhạc, ông ấy chính là được công nhận là một trong những người ít ra là một trong những người đầu tiên mà đưa ra những cái tỷ lệ của các cái nốt nhạc, của tần số nốt nhạc ấy. Là mà ông ấy là người mà làm ra cái đàn mà tương tự như piano, đàn bầu Việt Nam, cái đàn là chữ một dây thôi, nhưng mà mình cứ bấm vào cái chỗ nào đấy thì nó sẽ phát ra cái nốt nhạc tương ứng. Thì đây là cái bảng này, nếu mà nhìn vào cái bảng này thì sẽ hiểu vì sao là có một cái số cái âm, cái nốt nhạc nó hợp với nhau. Tức là thông thường người ta chia nhạc ra thành 12 nốt, tức là thực ra nó chỉ có 7 nốt chính, 5 nốt phụ thôi, nhưng mà để lại nó theo cái bậc thang, là bậc thang 12. Thì này, tức là trả đây tức là bây giờ người ta cứ lấy bắt đầu tiên là cái khóa đồ C nhá, để xong rồi nó cao dần lên, nó cao dần lên, xong rồi lại sau đó thì là nó hết một cái mà là cái octave thì nó lại đến đồ, tức là đồ sẽ đến đồ nhá. Nhưng mà cái đồ cao mà với đồ thấp thì nó khác nhau, là thực ra là cái đồ cao là tần số nó thấp, đôi thấp, tức là khi mà nó lên gấp đôi thì nó lại thành cùng nốt đấy, thế thì nó lại gấp hai lần. Đấy. Nhưng mà sau đó thì người ta chia đều như này, nó chia đều như này thì là chia cứ mỗi lần thì nó nhân lên một hệ số, cái tần số. Vì sao người ta muốn chia đều? Tại vì là bây giờ đổi khóa đấy, tức là bây giờ chẳng hạn như là mình đánh một cái bản nhạc, một cái khóa này gì đấy, nhưng mà sau đó thì mình dịch cái bản nhạc đấy một bước cao lên thì nghe nó vẫn giống như thế, nó vẫn tương tự như thế, tại mình ta mọi thứ nó chỉ là tương đối thôi, thì mình nâng lên vẫn thế. Tức là người ta muốn chia ra cho nó đều, tức là nó là chia đấy. Thế tức là gì? Tức là cứ mỗi lần thì cái tần số đấy nó được nhân lên với là căn bậc 2, căn bậc 12 của 2. Tại vì là 10 trong 12 lần thì nó thành và xuống 2 mà. Đấy, tức là cái tỷ lệ của nó như thế. Nhưng mà có vấn đề như này, cái số căn bậc 12 của 2 nó là số vô tỉ. Nó vô tỉ thì rất là tồi. Tại vì sao? Tại vì cộng hưởng ấy, trong vật lý, cộng hưởng nó phải hữu tỉ mà mới cộng hưởng. Anh lấy vô tỉ cũng cộng hưởng, mà không cộng hưởng là nghe nó rất là ngang. Tức anh đánh hai cái nốt nhạc mà các tần số của nó mà nó hệ mà chia nhau nhau thì ra số vô tỉ nghe nó rất là ngang. Thế thì khi mà người ta chỉnh đàn hay từ đàn violon cho đến đàn guitar
thì người ta cố tình chỉnh ra cho là nó không phải chính xác là căn bậc 12 hay là căn bậc gì đấy của 2, mà người ta chỉnh ra cho là nó thành số hữu tỉ. Thế thì cái là sấp xỉ đấy, sấp xỉ hữu tỉ đấy. Thì đây 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 có cái bảng sấp xỉ hữu tỉ bên cạnh này, đây là sấp xỉ chẳng như là thành là thay vì lấy 10 căn bậc 2, căn bậc 12 của 2 thì người ta lấy 15/16 thay vì lấy là căn bậc 6 của 2 thì người ta lấy là 8/9 thì lấy xong rồi là lấy là 5/6 đối với 5 đấy. Đấy là những cái số này, à đây là cái số này số ngược lại nữa, tức là thì người ta sắp xỉ như thế đó. Tức là gì? Tức là thực ra là cái khi mà di chuyển thì cái nhạc nó sẽ không còn chính xác nữa, nhưng mà nghe nó xuôi tai, tại vì là cái tỷ lệ nó tỉ rất là quan trọng. Và cái nguyên tắc nữa này, cái mẫu số càng nhỏ thì cái độ cộng hưởng nó càng tốt, càng lớn. Thế nếu mà cái mẫu số là rất là to, theo mẫu số là 16 hay là 9 hay là to hay là 7 ấy, thì cái độ cộng hưởng rất là ít, tức là hay nốt nhạc nó chẳng nhầm gì với nhau cả đấy. Nhưng mà nếu mà mẫu số nó chỉ là 2 là 3 là 4 là 5 thôi thì cộng hưởng nó cao hơn, thì là nó mới thành, người ta gọi là hợp âm, nó mới thành gam, là tốt hơn đấy. Thì cái đấy thực ra là hoàn toàn là giải thích về mặt lý và toán học là như thế. Và người ta cũng giải thích là vì sao là đàn piano nó phải có cái chân để đàn đạp cái thứ thì cho nó chỉnh để cho nó nghe xuôi tai hơn đấy. Theo nếu tại vì cái đàn piano nếu mà cứ để đúng cái số này thì nghe nó hơi bí bước đấy. Và đồng thời thì nó, vì sao nói ra cái chuyện là cái hợp âm mà từ thời Pierre Horace đã biết đến ấy, tức là nó gọi là hợp âm cách 3-4-5 ấy, thành âm vui hợp âm vui, nhưng mà lại là lấy một cái nốt nhạc là xong rồi đến 4 hoặc là đến 3 hoặc đến 5 tiếp tục rất là khác nhá, xong lại đến 3 đến 4 để lấy một nốt nhạc khác lại nó thành những cái hợp âm như thế. Thì những cái hợp âm đấy là nghe nó xuôi tai hoặc là vừa làm nó vui, nhưng nghe mấy cái âm đấy nó đi cùng với nhau tốt. Vì sao? Thì vì nếu mà ta nhìn trên bảng các cái số phân số này thì mẫu số nó nhỏ, nếu mà lấy cách 1 thì mẫu số nó rất là to, cách 2 mẫu số nó vẫn to, cách 3 thì lại nhỏ đi, 4 năm lại lên đến 6 thì lại to lên. Thì thực ra là vấn đề đó về mặt toán học nó chỉ thế thôi. Và tất nhiên là đây là chỉ nói về một cái cạnh rất nhỏ của âm nhạc đấy. Có những cái nhà âm nhạc, người ta nghe một cái nhà âm nhạc soạn nhạc nổi tiếng là tên là Bartók, tôi xin phải nói xin lỗi lắm, nhưng mà tôi chả hiểu gì về âm nhạc, chả hiểu gì về hội họa, chả hiểu gì về cái gì hết, nhưng mà lại biết không được xuống đấy, tôi định cứ nói đó đấy. Thì là mình chỉ là một người cố gắng tìm hiểu thôi đấy. Thì là thực ra là có những cái nhà soạn nhạc rõ ràng là sử dụng cái toán học để mà làm ra những phần nhạc rất là hay. Kể cả ông Bắc xin trên thế thì nói luôn là ở trong toán học thì người ta hay nói đến cái người ta gọi là cái dãy băng Mobius. Dãy băng người ta lấy cái băng xong rồi đấy người ta xoay một cái cơn nữa đâu. Nhưng mà thực ra là cái dãy băng đấy gọi là dãy băng ông Bắc mới đúng. Vì sao ông Bắc ấy? Ông nhà soạn nhạc Sebastian Bach ấy là người sinh trước Mobius, và ông đã làm cái bản nhạc của ông ấy là như thế này, nó gọi là bản nhạc canon ấy. Nó có tức là nó đánh song song một cái dòng nhạc trên và nhạc dưới, đánh song song rồi lúc sau thì nó quay lại cái dàn như thế này đấy. Tức là cái băng Mobius là Bach đã biết đến rồi đấy, trong nhạc đấy. Thì đấy là về những cái tỷ lệ thì đây có rất nhiều cái đề tài nhỏ khác nhau thì tôi muốn giới thiệu qua, và nếu mà ai mà muốn dừng lại hoặc là hỏi các cái gì thì cứ tùy nhiên hoặc là có thể tí nữa hỏi sau. Và có một cái đề tài tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu, cái này rất là quan trọng, và cái này có lẽ là sẽ thay đổi cái cách mọi người đi xem tranh ở trong các bảo tàng nghệ thuật. Thế là nó là cái quy luật kia về phối cảnh tranh, và cái này là rõ ràng là mọi người sẽ thấy là nó liên quan trực tiếp đến hình học, hình học thông mà chúng ta được học đấy. Ở đây nếu mà ai mà học sư phạm thì sẽ phải học cái gọi là hình học sắc ảnh. Thế thì hình học sắc ảnh chính là sinh ra từ việc nghiên cứu phối cảnh các bức tranh. Thế nào gọi là phối cảnh, tức là thì tên gọi là perspective. Cái từ perspective thì nó có nhiều nghĩa, mà một có nghĩa là cái viễn cảnh cũng được, nhưng mà ở đây trong cái context này thì người ta gọi là phối cảnh. Thì phối cảnh là gì? Tức là trong một bức tranh mà phức tạp mà có nhiều phần ấy, thì bao giờ người ta phải chọn là đặt phần nào ở đâu, rồi là cái tỷ lệ tương ứng giữa các phần khác nhau như thế nào. Bức tranh phần chính, phần phụ, hoặc là phần đằng trước, phần đằng sau, phần bên phải, phần bên trái, phần giữa, các thứ. Đấy. Thì nếu mà ngày xưa, thời cổ điển ngày xưa
người ta khi người ta vẽ tranh ra thường là tranh nó chỉ có hai chiều, tức là không có chiều sâu, tất cả các thứ đều vẽ trên bề mặt hết. Thế và khi người ta vẽ tranh hai chiều đấy thì người ta thế thì bây giờ chọn ai vẽ cái gì vẽ to, cái gì vẽ nhỏ trên tranh nó sẽ phải chọn chứ. Thế thì cứ cái gì mà nó quan trọng là tâm linh ta vẽ to, cái ít quan trọng ta vẽ nhỏ, tức là cái tỷ lệ nó không nhất thiết phải đúng thực tế đâu, mà nó không nhất thiết là phải theo cái chiều sâu. Cứ cái gì mà quan trọng là ông chúa thì ta vẽ to, cái thằng nông dân thì ta vẽ nhỏ, ví dụ như thế. Thì và những khi và mãi về sau thì là từ thời nếu mà ở phương Tây thì từ thời cổ phương người ta mới bắt đầu nghiên cứu rất là tỉ mỉ đến cái chuyện là làm sao vẽ được bức tranh sao cho nó giống thực nhất. Đến thời hiện đại thì người ta đã biết vẽ tranh sao cho giống thực, người ta lại chán rồi, người ta lại vẽ tranh sao cho nó siêu thực nhất. Đây là một số ví dụ về tranh cổ. Đây là những cái tranh người ta còn gọi là tranh mà không có chiều sâu, nhưng nó chỉ là hai chiều, hoàn toàn hai chiều, nhìn nó không biết là chỗ này cái nào trước cái nào sau là gì. Thì có hai cái bức tranh phía trên là tranh của Ai Cập cổ, còn cái bức tranh ở phía dưới bên trái thì là tranh về Đức Mẹ này, và tranh về cho Tôn Giáo, có nhiều cái tranh cổ như thế. Và cái bức tranh ở phía bên phải phía dưới là tranh con cáo, tức là cái chuyện con cáo ăn à, không có cái chuyện đấy. Cái chuyện con cáo rất là nổi tiếng, cái nhân vật cáo ở bên châu Âu ấy nó cũng nổi tiếng như là nhân vật Tôn Ngộ Không ở Trung Quốc hay ở ta. Cái con cáo này còn rất là hay, làm rất nhiều trò hay. Thì đây là tranh này là tranh con cáo nó đi ăn trộm cá. Thế nhưng mà nhìn tranh thì sẽ thấy là nó chỉ có hai chiều thôi, nó không có chiều sâu. Với cả cái chuyện con cáo là Sputnik cũng vừa dịch xong, có in xong rồi, tôi có cả một vali cáo, nhưng mà ai mà thích thì tôi có thể tặng được, nhưng mà chỉ tặng được vài người thôi, tặng được hết vào được. Thế còn tất nhiên là cái tranh này thì nó cũng không có phối cảnh kiểu như là thật đâu, nhưng mà dù sao thì là người ta cũng có, tức là người ta khi mà đồ họa phát triển thì người ta cũng có rất nhiều những mẹo hoặc là những cái thủ thuật hay là công nghệ khác nhau để làm sao cho để phân biệt được bức tranh, tức là để nhấn mạnh hoặc là để thế nào đấy. Thì thay vì là có thể là nó chỉ trơn hai chiều thôi, người ta có thể là nó có thành nó chia thành ba phần, hay là nó có là trước đằng giữa đằng sau, cái gì đằng sau thì quan trọng hơn như thế. Thì cái bức tranh này thì người ta gọi là nó chia thành ba lớp đó. Đấy là những cái hình, như là hình chữ viết Ai Cập, nó coi như là đằng sau thì nó không quan trọng bằng là những cái tranh ở phía trước, những cái hình mà ta có thể cảm giác ở phía trước hơn. Sau đó thì để mà làm bức tranh người ta gọi là tranh ba chiều ấy, tức là tranh thì tất nhiên là nó chỉ trên một mặt phẳng thôi, nhưng mà khi người ta nói ba chiều thì mình nhìn vào mình có cảm giác nó là ba chiều, cái gọi là ba chiều chỉ là cảm giác thôi, và tất nhiên là tranh là nó trên một mặt ba chiều. Thì nó có rất nhiều cái công nghệ khác nhau hay là kỹ thuật khác nhau, và tất cả những cái kỹ thuật đấy nó đều liên quan đến toán học. Một cái kỹ thuật phổ biến đặc biệt ở châu Á hoặc là và trong cái đồ họa ngày nay dùng trong phổ thông cho các bạn mà học sinh học hình không gian ấy, cái chiều thì nó gọi là chiều xiên, tức là chiều song song. Tức là cứ có hình luôn cái hình như là cái chiều song song mặt thì ta vẽ lên trên đấy. Cái chiều xiên đấy, đây là một ví dụ về chiều xiên. Đây là một cái tranh của Trung Quốc từ thời thế kỷ 12. Thế thì cái chiều xiên này nó mình hình dung là mình nhìn từ rất xa thì mình có thể nhìn song song, nó không ứng với cái mắt thật của mình nếu mà mình nhìn từ vị trí đây như này. Tại vì sao? Đối với mắt thật ấy, thì cái vật gì ở càng xa nhìn thì càng nhỏ, thì mắt nó tạch thành những góc như thế, chứ nó không cái đường tia sáng đi từ mắt thì nó không song song, thì song song nó đi thì nó là cái cô đây chứ càng xa thì càng nhỏ. Chẳng như tôi nhìn thấy chính này nó sẽ to gấp 3 lần tôi nhìn thấy 4 lần của người tôi nhìn thấy được kia. Mà sau đó óc tôi thì điều chỉnh đi thì tôi vẫn hiểu là đấy là những người mà tương đối bằng nhau, nhưng mà khi tôi nhìn bản thân mắt tôi nhìn được thì trong mắt tôi thì bản thân cái lượng hình ấy thì là một người ngồi ở kia nó sẽ nhỏ bằng một phần mấy người ngồi ở đây thôi đấy. Nhưng mà nếu mà trong bức tranh này thì cái người mà ngồi ở phía đằng xa nó vẫn to bằng đúng người ngồi ở đằng trước này, vì đấy là chiều xuyên nên nó không có cái góc. Cái chiều xuyên này thì nó tiện, tức là nó quan trọng cho những cái người mà vẽ, người ta gọi là cái
nó gọi là cavalier projection, trong quân sự thì cái hành dùng hay là trong đồ họa đấy, tức là cái nhà này cũng thế thôi, nó là chiếu xuyên. Thế thì khi mà vẽ như thế thì mình dùng được. Nhưng mà đối với hội họa thì mà thành nghệ thuật ấy, thì người ta không dùng cái chiếu xuyên này, người ta dùng cái khác. Cái này là trong kiến trúc có thể người ta vẽ này cho nên cho tốt. Mà hội họa thì người ta dùng cái nó gọi là cảnh tuyến tính, tức là nó gọi là linear perspective. Cái linear perspective là của hình thì nó ứng với cái chuyện là mắt mình nhìn như nào thì nó vẽ thành như thế. Và cái này nó mới phát triển từ thời Phục Hưng khoảng thế kỷ thứ 15. Và khi nó vẽ ra thì mình sẽ cảm thấy là bức tranh nó sẽ tức là có chiều sâu và nó gần như là đúng là như mắt mình nhìn. Thì đây là một cái hình ảnh ví dụ đấy, đây là cái ông là ông Piero là Francesca. Cái ông này một cái điều rất thú vị là nhiều nhà hội họa ngày xưa đồng thời cũng là nhà toán học. Tất cả những mấy cái ông một họa sĩ ngày xưa cũng là viết những cái quyển sách về toán, về phép, về hình học hay đấy, và cái ông Piero này thế thì khi mà mọi người nhìn cái bức tranh này thì sẽ biết được là nó có dùng phép chiếu, nó gọi là phép chiếu tuyến tính. Vì sao? Tại vì các cái đường mà trong thực tế là nó song song, khi lên tranh nó không còn song song nữa thì sẽ biết đấy là nó có sử dụng phép chiếu tuyến tính. Đó, thế này, cái đường này, bây giờ tôi không có cái gì để chỉ, nó không có. Bây giờ mọi người nhìn trên trần nhà nó có cái đường ở trên trần nhà. Và mọi người nhìn dưới đất, cái đường ở dưới đất, tức là những cái đường, nhìn chung là những đường thẳng nó đi vào cái trong. Thế vì người ta đã tệ những cái đường đấy là trong, mình hình dung ở trên trong thực tế là đây là những cái đường song song, những chiều đi thẳng vào trong. Nhưng mà trong tranh thì nó không song song, mà nó thực ra trong tranh thì nó hội tụ lại một điểm. Thế thì trong trường hợp mà trong tranh nó không song song hội tụ một điểm ấy, thì đây cũng chính là để sử dụng các chiều tuyến tính, tuy nhiên. Tại vì thực ra đấy là cái phép ánh sáng, phép đúng là tuyến tính đấy, theo cái nghĩa tuyến tính toán học vậy. Tuyến tính được cái đó là nó không song song với tuyến, nó không song song như là tuyến tính, cái biến đổi tuyến tính. Đây thì là có như thế này thôi, rất đơn giản. Đây là người ta muốn là sao cho con mắt nhìn giống như con mắt đấy. Cho đây chẳng hạn như đây là con mắt nhé, đây là có một cái hình ba chiều cái vải nhá. Thế là bây giờ mình hình dung là mình hình dung là cái bức tranh mình đặt một cái màn hình ở trước mặt mình. Tất cả những cái mình nhìn thấy nó đi qua cái màn hình này thì cái bức tranh ấy, nó như là cái màn hình ở trước mặt. Đấy, thì nó chiếu qua chiếu con mắt, nó chiếu ra. Thì đây là một cái phép chiếu bình thường thôi. Đấy, thì nó có một số nguyên tắc đơn giản, cơ bản đầu tiên ấy. Đấy, tức là nó có một cái điểm, nó gọi là điểm, tiếng Tây thì gọi là vanishing. Tôi tiếng Việt thì tôi chẳng biết gọi là cái gì, tôi gọi tạm thời gọi là điểm mất hút. Cái điểm đấy chính là cái điểm mình con mắt của mình, tức là con mắt mình hình dung là cái tranh chính là cái màn hình đặt trước mặt mình, và cái điểm thẳng trước mặt mình chính là cái điểm mất hút. Tức là mọi cái đường mà đi từ mình mà đi thẳng ra này thì nó sẽ khi mà mình nhìn thì nó sẽ hội tụ tại cái điểm đấy. Thì tất cả cái đường như ra đây có tất cả cái đường thì nó chỉ là các cái đường mà đi thẳng của mình nó hội tụ tại cái điểm giữa, gọi là điểm mất hút. Và đồng thời nó có một cái đường trời, cái tranh này có thể không rõ bằng cái tranh sau. Đây là một cái tranh rất là nổi tiếng. Và sẽ xem cái điểm mất hút của cái tranh này nằm ở đâu. Cái tranh này của cái họa sĩ rất nổi tiếng gọi là Raphael. Và cái tranh này ở nhà thờ Vatican. Mà cái chuyện nó nằm đâu quan trọng, cái chuyện nó vẽ cái gì quan trọng. Cái tranh này, cái nhan đề của nó gọi là School of Athens, là cái tên này, có nghĩa là cái trường Athens. Cái trường Athens đấy không có nghĩa là cái trường học bình thường, mà đây là toàn bộ cái trường phái triết học Hy Lạp cổ, tức là những cái ông nổi tiếng nhất trong Hy Lạp cổ là nó đều có xuất hiện trên này, từ Plato cho Aristotle cho đến Zeno là cái gì đấy, Pythagoras, tất cả bao nhiêu ông này, mấy chục ông ấy là nó đều có đâu đó trong bức tranh này. Đấy, là nó là nền tảng triết học thế giới ở trong cái tranh này và được thể hiện trong tranh này. Thế thì cái bức tranh này thì nó là tranh tuân thủ khá là nghiêm ngặt cái gọi là chiếu tuyến tính, phép chiếu tuyến tính. Thì bây giờ nếu mà nhìn đây thì rõ, đấy vẫn là cái bức tranh này nhá, nhưng mà nhìn đây sẽ rõ là nó chiếu ở điểm nào. Thường là một cái điểm ở giữa, thế là cái điểm mà chúng ta tạo ra thì tụ vào đây. Tất cả cái đường mà nó gọi là đường orthogonal,
từ pin thì phản cái này thì nó đều nhập vào cái hiện tượng đấy, đúng không? Tức là cái đường mà mình hình dung nó là đường này là song song, đúng không? Thì nó đều là đi vào cái hiện tượng, đúng không nào? Thì rất nhiều những cái tranh phục hưng là người ta vẽ tư thủ nghiêm ngặt như thế này, nhưng mà tất nhiên là về sau người ta sẽ còn phần gọi là modify đi, còn thay đổi đi một chút. Thì những cái người mà gọi là xây dựng nền tảng của phép chiếu tuyến tính này thì là những cái nhà hội họa và toán học của Ý thời đấy, thời thế của người Ý đúng không? Thì người ta đầu tiên người ta kể đến ông Brunelleschi, sau đó thì đến ông Alberti. Ông Brunelleschi thì ông đưa ra những viết lại, còn ông Alberti thì ông viết lại thành sách những cái nguyên tắc của ông kia. Với tôi sẽ không nói về trí tuệ toán học, ai mà muốn tìm hiểu thực ra là nó không phải là khó lắm, và nó là bài tập có thể dùng làm bài tập hình học cho ở bậc cuối phổ thông, cuối cấp 2 hoặc là cấp 3. Đây và sau đó thì đến một ông khác, tức là ông Jean Pellerin, thì nghĩ ra một cái phương pháp khác tương đương với các ông kia. Mà có một điều thú vị này, tức là có hai phương pháp để mà sắc để mà vẽ. Trong các cái phương pháp vẽ thì người ta đều có một cái vấn đề quan trọng này, là nếu mà cái bức tranh là chiều tự nhiên ấy, thì mình hình dung là nó vẽ bức tranh là trước mặt mình, đúng không? Khi mà mình xem tranh ấy, mình là người xem tranh thì mình phải đứng đúng cái khoảng cách mà người ta vẽ, người ta hình dung thế thì mình mới xem đúng như thế, nếu mà mình đứng một cách khác thì mình xem lại bị méo mó, nên nó không còn là thực sự như cái hình mà mình muốn hình dung, thì người ta mình muốn gì đấy. Thế mà xác định cái khoảng cách thế nào thì ở đây là cái khoảng cách, nếu mà ở trên cái này thì là cái khoảng cách CD ở đây. Đấy, chính là cái khoảng cách nếu mà mình đứng trước mặt bức tranh bao nhiêu thì mình sẽ nhìn thấy bức tranh đấy ở góc độ tốt nhất, là chiếu chính xác nhất. Thế thì khi mà bây giờ mà đi vào các bảo tàng ở trên cổ tranh thật cùng cố gắng tìm khoảng cách đúng, đứng xa quá thì nhìn cũng hay, mà đứng gần quá nhìn cũng không, thì nó sẽ bị mất. Thì có hai ông nhé, ông là ông Alberti và ông Pellerin. Hai ông nghĩ ra hai phương pháp khác nhau nhưng thực ra nó tương đương với nhau. Nhưng mà ngày xưa cái toán học nó chưa phát triển lắm đến cái mức là để trong vòng rất nhiều năm người ta nghĩ là hai phương pháp để so ra kết quả không tương đương với nhau. Là bây giờ mà chứng minh được tương đương, thực ra nó chỉ là bài toán hình học tương đối đơn giản thôi. Và tất nhiên là một khi mà đã có nguyên tắc rồi thì nó phải đi kèm với công nghệ. Tức là như là từ khoa học đến công nghệ đấy, thì một trong những cái ông mà đưa ra được những cái công nghệ để mà biến phép chiếu thành hiện thực ấy, là đây là ông Dürer của Đức, ông Albrecht Dürer, thế kỷ 15-16. Thì ngày xưa người ta vẽ tranh là người ta rất coi trọng cái chuyện vẽ chính xác. Thời nay tranh hiện đại có thể chả có gì chính xác cả, nhưng ngày xưa nghĩ ra là người ta phải biết vẽ cho nó đúng là chính xác. Thì muốn vẽ chính xác là người ta tỉ mỉ lắm, chọn điểm thành hệ thống hoặc là nhìn kính để sao cho chiếu được chính xác. Thì một trong những người mà làm ra những cái công nghệ thời đấy là cái ông Dürer. Đúng rồi, tôi sẽ nhắc lại ông Dürer lại có cái bài toán Dürer rất là hay, toán học mà bài toán cho đến nay cũng là bài toán mở, tức là bài toán hình học mà cho đến nay vẫn còn mở. Nhân nói về phép chiếu thì có một cái bài toán đố này cho mọi người ở đây để ghi xem là làm sao. Cái này là rất là thú vị, mà khi mà tôi tìm hiểu được cái vấn đề này tôi mới biết là có một chuyện như thế. Cái này, cái đền thờ này là có thật. Cái đền thờ này nó nằm ở Hy Lạp cổ đại, và bây giờ thì nó nằm ở nước Ý, thì một phần Hy Lạp cổ đại bây giờ nó thành Ý, cũng chỉ xảy ra trước là Hy Lạp. Cái đền thờ này nó gọi là đền thờ thần Hera, tức là vợ của thần rất là nó được gọi là Paestum. Các cái cột này là nó bằng nhau, hoàn toàn bằng nhau nhé. Nhưng mà khi lên tranh thì mọi người có cảm giác là cái cột ở giữa nó nhỏ hơn ở cột bên cạnh, đúng không? Mà nó nhỏ hơn thật, tức là bây giờ nếu mà mình đo lấy thước đo trên tranh ấy, thì cái cột ở giữa là nó nhỏ hơn cột mấy cột bên cạnh khoảng 5%, tức là nhỏ hơn một cách rõ ràng, là nhìn không phải là mình bị ảo giác đâu, mà nhìn rõ ràng là nó nhỏ hơn. Nhưng trong thực tế thì nó bằng nhau thật. Tức là nếu mà nó khác nhau chỉ tí thì nó là thế. Bây giờ cô hỏi là tại sao mà cái cột bằng nhau mà vào tranh thì nó lại thằng ở giữa lại nhỏ hơn thằng xung quanh? Hiểu câu hỏi không? Tạm biệt các bạn.
cái này rất hay, cái này đấy là chính là vấn đề toán học, chính là vấn đề phép chiều đấy. Đó người ta gọi là cái nghịch lý của cái thang bằng là điểm paradox. Tất nhiên là về sau thì các nhà họa sĩ thì người ta có thể người ta không hài lòng có cái chuyện là chiếu chỉ có một cái điểm thì tiêu cự là cái điểm vanishing. Cái bức tranh người ta phức tạp, muốn trình bày nhiều phần hơn, muốn cho người ta nhìn góc này nhìn góc kia lại nhìn thì người ta thay vì chỉ có một điểm thì người ta làm nhiều điểm. Thế sau đó thì người ta phối cảnh xong cho bức tranh nó vẫn trơn, gắn vào nhau. Đấy thì đây là cái bức tranh này là bức tranh của một nghệ sĩ người Nga, người ta có hai cái điểm, chứ không phải một điểm. Đấy. Một điểm thì nhìn thấy đây có một điểm, đó là một ngoài tranh. Thì nó vẫn tuân thủ một số cái nguyên tắc để phép chiếu tuyến tính, nhưng mà sau đó thì nó mới dàn cảnh sao cho là nó chiếu nhưng mà không phải là một điểm, là nhiều điểm. Tức là mình hình dung là mình nhìn lên xong mình lại quay lại nhìn khác, là mình lại đứng bên trên bên dưới, co lên bên dưới. Thì có thể là ngày nay thì các cái tranh có thể là chiếu với nó là chiếu tuyến tính, tức là mở rộng chiếu tuyến tính nhưng với cả hai hoặc ba hoặc bốn trăm điểm chiếu. Đấy. Và bây giờ muốn nói thêm cái sự liên quan toán học của phép chiếu nữa. Thì cái này gọi là mô hình học sải. Thế nào gọi là sải? Thực ra cái từ sải thì đây là projective thôi. Thì nó xuất phát từ cái từ gọi là projection, tức là chiếu, hình học xét chiếu. Thực ra là thế, nghe từ sải nghe nó phải hơi quách đó. Nhưng mà thực ra nó là chiếu. Thế thì cái người mà coi là ông tổ của học sải là cái ông là ông Đề Sát, cái ông người Pháp là ông cái đầu biết Gérard Đề Sát thì từ thế kỷ 17. Thì ông ấy là người mà thực ra là nghiên cứu về các cách chiếu để vẽ tranh. Đấy, chiếu chẳng hạn như là hình tròn, nhưng mà chiếu thành hình gì, hình mà tôi nghĩ khi mà chiếu lên thế nào sao. Và từ cái chuyện ông nghiên cứu về chiếu thì ông ấy mới phát hiện ra một số cái tính chất của hình học, mà các cái tính chất đấy mà phát biểu trong ngôn ngữ hình học sải là tiện nhất. Thì đây là một cái ví dụ mà định lý, gọi là định lý Đề Sát. Cái định lý này như thế này: bây giờ có hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy, hai tam giác màu vàng ấy. Bây giờ mình cứ giả sử là ở đây không có đường nào song song nó tiện. Bây giờ mình giả sử là AB cắt A phẩy B phẩy là các cái đường thẳng ấy cắt nhau tại điểm R, xong rồi AC cắt A phẩy C phẩy tại điểm S, còn BC cắt B phẩy C phẩy tại điểm T, tức là cứ lấy các cái cặp cạnh thì nó cắt nhau tại ba điểm. Bây giờ định lý là như thế này. Định lý đấy là ba cái điểm mình vừa xây dựng đấy nó thẳng hàng. Khi là khi và chỉ khi là ba cái đường AA phẩy BB phẩy CC phẩy thẳng lại với nhau tại một điểm. Tức là nếu có điều kiện này thì có điều kiện kia bằng lại. Đấy thì nên gọi là một trong những định lý Đề Sát thì đường nào sai. Nhưng mà có cái điều hay như thế này là nếu mà ba cái đường AA phẩy BB phẩy CC phẩy nó không cắt nhau tại một điểm mà nó song song với nhau thì ba điểm kia vẫn thẳng hàng. Tức là cái định lý Đề Sát thực ra nó có cả cái trường hợp là ba cái đường, xin lỗi là cái trên cái màn hình này thì nó rất là đẹp và chiếu ở đây chẳng nhìn gì cả. Quay cái người gì? Cái khi mà chiếu nó bị thế nào đấy, thế là không có cái phân giải nó khác nhau, nó không nhìn thấy hình nữa. Còn trên màn hình này thì nhìn rất là tốt. Vấn đề là như thế này, là cái định lý của ông Đề Sát nó có cả trường hợp song song nữa. Tức là cái trường hợp song song và trường hợp trùng nhau có phải là hai cái hiện tượng hoàn toàn khác nhau không? Thực ra là không, đấy là cùng một hiện tượng. Tại vì sao? Hai cái đường thẳng song song thì ta có thể hình dung là chúng nó sẽ giao nhau tại điểm vô cùng. Đấy. Tức là trong hình học sải ảnh, người ta coi đường thẳng là có điểm vô cùng, mặt phẳng là có những điểm vô cùng, tức là người ta biết tạm thời gọi là biện thêm các cái điểm vô cùng vào và không gian. Khi mà ta biện thêm các điểm vô cùng vào thì người ta gọi là không gian sải. Thế thì cái định lý này nếu mà phát biểu trong không gian sải thì nó sẽ bao gồm cả trường hợp song song và trường hợp khác nhau thì nó rất là tiện. Đấy. Thế thì vì sao người ta gọi nó là hình học sải? Thực ra nó là phép chiếu thôi. Cho phép chiếu thì người ta cho phép cả cái điểm vô cùng, chính là cái điểm mà vanishing lúc trước, thế là chính là cái điểm là các cái đường thẳng song song khác nhau thành cái điểm đấy. Thì cái định lý này ấy, nó có thể phát biểu ở dưới dạng hai chiều hoàn toàn là đúng, nhưng mà nếu mà mình chứng minh dưới dạng hình học phẳng rất là khó. Nhưng nếu ta hình dung
là hai cái tam giác đấy nó nằm trong không gian ba chiều thì chứng minh rất là dễ. Đó là hai mặt phẳng. Thực ra nó là sự trao nhau của các mặt phẳng này. Thì rất là dễ. Tức là gì? Định lý đề giác tuy có thể phát biểu hoàn toàn dưới dạng hai chiều, nhưng nếu ta hình dung nó là nó nhận được từ một cái chiều thì nó trở thành rất là dễ dàng. Thế nhiều khi là chúng ta đấy là một trong những phương pháp để giải quyết vấn đề. Nhiều khi là mình nhìn nó bó trong bản thân cái chuyện đấy thì không ra lời giải, nhưng người ta nhìn nó thoáng hơn, mở rộng lên thì tự ra lời giải chỉ trở thành hiển nhiên. Và về sau thì càng ngày thì cái hình ảnh nhìn rõ hơn. Thì người ta còn càng nhiều phép chiếu khác nhau, và toán học hiện tại thì người ta không chiếu thẳng, người ta chiếu cong. Tức là ngày xưa thì cho đến thế kỷ 17-18 thì người ta vẫn băn khoăn là cái tiền đề thứ năm của Euclid có đúng hay không, làm sao chứng minh được. Thì bây giờ thì người ta coi chuyện đấy chuyện hiển nhiên, có rất nhiều những cái không gian metric khác nhau mà nó chẳng thấy nó không đúng, để chẳng thấy gì được. Thì đấy là môn hình học vi phân bây giờ. Thì các cái chiếu thì nó không nhất thiết nó phải chiếu thẳng, không nhất thiết nó phải chiếu lên mặt phẳng, nó phải chiếu lên mặt cong, nó phải chiếu cong. Thì đấy là hình học vi phân ngày nay. Thì với các ý tưởng như thế thì ta có thể làm một cái bức tranh như này trông khá là đẹp mắt. Đây là một cái bức tranh hiện đại của một cái ông tên là Sanborn năm 1997. Tức là ông ấy lấy các cái hình tròn trung tâm, ông ấy chiếu lên chỗ này là chỗ biển, ở núi lưỡi biển đấy, ông ấy chiếu lên rồi ông chụp lại. Thì nó sẽ tạo ra những cái vết như thế, trông khá là đẹp mắt. Tức là tôi không biết là mọi người có nhìn giải lao không, là thôi người ta cứ làm luôn nhá, không ai mệt đâu, ngồi ở đây phòng này có máy lạnh thì mới thoải mái, nhưng mà ai mà mệt thì có thể ngủ giấc này. Ngồi dậy kể dậy xong rồi sẽ đặt câu hỏi. Các nhà toán học rất hay có cái kiểu là khi ông giảng bài ấy, nói thì ta tranh thủ ngủ, và lúc ông nói xong ta sẽ đặt câu hỏi đó, mọi người có thể hiểu đấy chứ. Thực ra là tôi chuẩn bị hơi nhiều thứ quá, nhưng mà bảo vệ còn rất nhiều thứ. Tôi nói xin nói qua một chút thôi rồi có đi thì là như các cái hình đa diện nó cũng là cái nó vừa là cái đối tượng nghiên cứu của toán học và vừa là cái đối tượng của nghệ thuật và của thiên nhiên. Và đặc biệt là những cái hình đa diện mà nó còn là nghệ thuật nhất thì chính là những cái hình mà có nhiều đối xứng. Đấy là cái nguyên tắc mà là đối xứng thiên nhiên, đối xứng cái hình nào đối xứng thì thường là ta hay thấy nó đẹp. Cái con người, bản thân con người ta đối xử cương ấy, những người nào mà bên này to bên này nhỏ thì xông đẹp, và cái người nào hai bên tương đương bằng nhau. Đấy. Và cái hình đa diện nó hoàn toàn đối xứng, tức là trông chỗ nào nó giống chỗ nào, thì những hình đấy nó là hình đa diện lý tưởng như là ông Plato là gọi là nhà triết học lý tưởng, nhà lý diện. Thì những hình đấy về sau người ta gọi là những hình đa diện platonic, lý tưởng như ông Plato, tình yêu lý tưởng như tình yêu ông platonic. Thế thì có cái định lý trong toán học là chỉ có trên thế giới này chỉ có đúng 5 hình đa diện lý tưởng như thế thôi, và chứng minh thực ra rất là dễ. Mọi người có biết 5 cái hình đấy không? Đấy, cho xem 5 hình đấy. Đấy, thứ nhất là hình tứ diện đều, cái hình này là hình đa diện đều ở đây, platonic này. Tức là đều có nghĩa là tất cả nhìn thì cả đỉnh nào cũng giống nhau, mặt nào cũng giống nhau, xoay đi chỗ nào nó vẫn là như thế. Đấy, hình thứ hai là cái hình lập phương. Thế hình thứ ba là hình 8 mặt, xong rồi đến cái hình 12 mặt, rồi đến cái hình 20 mặt. Tổng cộng nó chỉ có 5 hình thôi, tức là tất cả các hình khác, nếu mà có hình khác thì nó sẽ đồng dạng với một trong 5 hình này. Tất cả thế giới chỉ có 5 hình thôi, 5 hình nữa gần nữa. Thế ở đây còn nhiều thông tin khác mà tôi tạm thời bỏ qua. Thế thì vì sao nó chỉ có 5 hình này? Thế thì thực ra là chứng minh cái chuyện này không khó đâu, chứng minh cái chuyện này không khó, chứng minh trong vòng 1-2 trang trên có thể giải thích cho trẻ em họ cũng đúng được. Nhưng mà thực ra trong một cái quyển sách mà tôi biết cái quyển về toán trong Mirella cũng có chứng minh cái này trong này giải thích cho cái chuyện này. Nên rất là thú vị. Thứ nhất là nó không khó, và thứ hai là bản thân cái chuyện chứng minh nó rất là thú vị. Và không những là không khó mà còn cho thấy cái sự người ta gọi là sự nó là duality, cái tiếng Việt là duality là gì? Duality đối lập giữa các hình với nhau. Đấy.
chẳng hạn như là hình 12, hình 12 diện ấy, cái hình đó là hình dodecahedron đấy, thì nó sẽ đối ngẫu với hình 20 diện là hình icosahedron. Cái từ dode có nghĩa là 12 theo tiếng Hy Lạp, còn icosa có nghĩa là 20 theo tiếng Hy Lạp, nó nói là tổng. Thì nó đối ngẫu theo nghĩa này này, tức là bây giờ mình, nếu mà mình lấy trên cái hình 12 trên đều ấy, mình lấy các cái bình, mình lấy cái chung, mình lấy cái tâm biểu của các cái mặt ấy, thì mình nối lại những cái tâm điểm đó thì nó sẽ ra cái hình kia. Xong rồi mình nhớ lại lấy hình kia, mình lấy các cái tâm điểm khác mình nối lại thì lại ra cái hình này để đối ngẫu, đây là theo cái kiểu đấy. Đấy thì thực ra là trong các hình này ấy, thì nó có hình tứ diện đều là nó tự đối ngẫu với nó, lại tự đối ngẫu. Còn hình lục diện thì nó đối ngẫu với cả hình bát diện, hình 12 diện đối ngẫu với hình 20 diện. Thì trong cái chứng minh thấy ngay cái hình đối ngẫu này. Nhưng mà có một điều rất thú vị này là các cái hình này nó cũng xuất hiện trong thiên nhiên, tức là nó thiên nhiên rất là đẹp, mà người vẽ trong thiên nhiên nó có rất nhiều cái hay. Đây là một cái tảng chỉ trông phải không thật lắm thôi, thực ra là có một con vật trong thiên nhiên nó giống hệt cái này. Có điều là thiên nhiên đây là cái tranh vẽ, cái con này thực ra là con virus, nhưng mà nó cũng là hình 20 diện đều con virus này. Đấy. Thế là trong thiên nhiên nó có rất nhiều cái con virus, kể cả những cái hình là diện đều. Đấy, bây giờ chỉ còn 2 phần nữa thôi, thế là sẽ được kết thúc. Đấy, tôi như tôi nói trước là tôi là đi không sợ súng, cái gì tôi cũng sẽ làm sai lại sửa lại sai, có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ là cái này là đức tính tốt thôi. Người ta bảo là như ông Einstein nói ấy, là trong khoa học ấy thì cái sự tò mò nó quan trọng hơn là hiểu biết. Thiếu hiểu biết thì còn có thể học được, chứ còn thiếu tò mò thì chẳng cách nào học được. Thì ta cũng tò mò, ta cũng tìm hiểu, nhưng mà ta sai thì ta phải sửa, không có vấn đề gì. Cái đấy là cái mà kể cả trong nghệ thuật thì trong toán học nó đều giống nhau. Thế thì thực ra là nghệ thuật thì nó có rất nhiều loại hình nghệ thuật, từ tranh tất nhiên rồi, từ nhạc tất nhiên rồi, đã nói rồi, kiến trúc là điêu khắc nghệ thuật đó. Nhưng mà kể cả nhảy cũng là nghệ thuật. Đấy. Thế nên nếu mà ở đây tất nhiên tôi không biết nhảy, tôi không thể biểu diễn được. Nhưng mà có cái điệu nhảy nó lại mình xa xa, là nổi tiếng của cái gọi núi Latin ấy, thì có cái gọi là điệu nhảy xa xa, Rueda, tức là nhảy xa xa vòng tròn đấy. Thì khi mà mình nhảy thì nó thực ra là người ta nhảy cái vòng, tức là người này chạy sang chỗ người kia là chạy thế đấy. Thì những cái phép biến đổi ấy nó như là cái phép trong toán học, là phép Modulo cái gì đấy, cái là số học ấy. Thế là nếu mà có những cô giáo bên Mỹ cô bảo cô dạy học sinh về số học bằng cách cho học sinh nhảy, rất là hay, hoạt động là học một toán, là hoạt động nghệ thuật. Thì tất nhiên là trong cơ văn thì nó cũng có toán học mà. Thì chắc là mọi người có nghe nhiều đấy, nói đến chuyện là người ta muốn phân tích tác giả tác phẩm văn học thì người ta phân tích bằng toán, phân tích bằng các cái công cụ mà bây giờ người ta gọi là machine learning. Nghe như vậy nghe nó mách, nhưng mà đại loại là công cụ thống kê, dùng thống kê toán học để phân tích trường phái phát trương. Và bây giờ thêm một bước nữa là dùng thống kê toán học để phân tích xem những quyển truyện nào bán chạy để target nó giống thế. Thêm bước nữa thì là cho máy nó biết chuyện. Có thể trong tương lai máy tính cũng biết chuyện hay người thật, ai biết được. Thế thì mà có một điều này chắc chắn là đúng là này, các cái ngôn ngữ, từ ngôn ngữ kể cả tiếng Việt hay là tiếng Anh thì nó đều là ngữ pháp, và cái việc nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ là một công việc hoàn toàn là khoa học của các nhà toán học và tin học. Thế thì chẳng như là có tôi bây giờ nó học ở bên Pháp thì nó học cả cái môn gọi là ngôn ngữ tuy là gọi là nó học của tin học, tức là thực ra ngôn ngữ lập trình hay là ngôn ngữ tiếng Việt nó tuy là ngôn ngữ nghe từ vì khác nhau nhưng nó đều có rất nhiều cái quy tắc giống nhau. Thì việc bản thân cái ngôn ngữ là nó có chủ toán học trong một chủ logic của thức toán học, để là một cái mệnh lệnh ta đưa ra cũng là một cái chương trình hiểu. Thế thì hồi mà tôi bé tôi rất là dốt văn, nếu mà làm bài tập làm văn chỉ được 4 điểm 5 điểm nghe và bù lại để khỏi bị trượt là ngữ pháp, là ngữ pháp bao giờ phải được 8-9 điểm gì đấy ít nhất đó. Mà khi mà lớn lên thì chắc là không còn thấy ai chê tôi dốt văn nữa, thậm chí là viết lanh đăng không biết còn khen hay, không biết người ta khen ra sao hay không, nhưng đọc lại là bớt đi cái khoảng tốt. Mà tôi nghĩ là ít ra chúng
ta có thể không giỏi văn theo nghĩa là chúng ta không cảm, kiểu như là không rung động, không cảm cũng, nhưng ít ra chúng ta phải biết sáng sủa để người ta hiểu, rất là quan trọng. Muốn biết sáng sủa cho hiểu mọi thứ nó phải bạch lạc, logic phải bạch lạc để trong văn. Đấy, thì như tôi nói là nó có cái gọi là bây giờ người ta quan tâm những cái chuyện về máy tính hay là robot nó làm văn thay người. Đấy, chưa biết ngày nào nó sẽ đến. Nhưng ít ra thì tôi sẽ lấy một ví dụ là nhà toán học biết về văn thơ và vẫn thích làm thơ thì làm thế nào đó. Tức là gì? Tức là trong thơ nó có nguyên tắc và nó có một số cái constraint, cái ràng buộc mà chúng ta tuân thủ, nếu không thì nó không thành thơ. Nó có luật bằng chắc chúng ta phải tuân thủ, nếu không nó thành thơ. Thế thì cái người mà sinh ra đã là nhà thơ, anh chỉ là khoa, anh chẳng cần phải đi học đâu, mà anh vẫn làm thơ ra thơ, anh không cần phải học nguyên tắc, anh làm nó tự nhiên là nó đúng tâm thức đấy, bởi vì bản thân anh rất hợp với thơ. Thế nhưng một người mà như tôi, thơ con khóc hay thơ con gì đọc vẫn thấy hay cả, thì làm sao mà làm ra thơ được? Thế vì tôi đọc thơ nào cũng thấy hay, và nó hay tự do thôi. Bài thơ người ta bảo rất dở mà tôi đọc vẫn thấy hay, bài thơ người ta bảo rất hay tôi đọc vẫn chỉ thấy hay bằng nhìn thấy thôi. Đấy, thì tất nhiên là nó khó hơn, tức là không làm được. Thế nhưng mà tuy nó không làm được nhưng mà tôi vẫn muốn làm thế nào. Đấy, thứ nhất là tôi học các cái nguyên tắc. Đấy, thế là tôi muốn nghĩ ra là cái thuật toán làm thơ mà không hiểu gì về thơ. Nếu mà tôi làm được thì chắc là cái robot nó cũng làm được điều đó, chắc chắn là cái robot nó chẳng hiểu gì nữa, nó làm các nguyên tắc thôi. Đấy, thế ta đầu tiên ta cứ học đúng các nguyên tắc đã. Đấy, sau đó các bạn ở đây các bạn có biết cái phương pháp, người ta gọi là phương pháp tích trong hình học không? Thì một cái điều mà thỏa mãn tất cả các điều kiện trên đấy thì ta có thể làm gì? Ta biết bớt một số điều kiện đi, ta tìm các cái điều mà thỏa mãn n trừ một điều kiện thôi, một điều kiện khó thì ta bỏ đi, thế là ta được một cái, ta được một cái đường được khoảng như đấy. Sau đó thì ta lại tìm cái thỏa mãn các điều kiện khác để bỏ bớt điều kiện đi, sau đó thì ta làm sao mà chúng thì ra tất cả các điều kiện, đúng không? Đấy, thì trong thơ ta cũng có thể làm như thế. Đầu tiên là ta thấy khó quá rồi ta bỏ bớt điều kiện đi, ta làm sẽ ngang, rất là ngang, sau đó thì ta sẽ gò cho nó vào đúng. Tuy nhiên là tôi còn một thủ thuật nữa, cái đấy các bạn mà học ở phổ thông của em mà không có điều kiện để làm khá trước tôi, là tôi quen một số người giỏi văn, có tay văn nghệ, thì tôi nhờ người ta đọc, người ta copy, người ta sửa, thế là tự nhiên đang dở thành ngay đó, là công tác nhà văn. Thế là cuối cùng là đấy là hợp tác có ích, thì là để tạo thành thơ con cóc từ. Đấy, bây giờ tôi lấy ví dụ cho mọi người xem để khuyến khích mọi người là cứ làm thơ làm ăn đi đừng có sợ, hay là cứ hát đi đừng có sợ. Tôi mà hát thì con cái nó đóng cửa phòng lại, hoặc là hoảng sợ chúng ta hát từ nghe gì mà. Nhưng mà có cái bài hát của văn nhạc là Carpenter, từ Carpenter dễ, nó là đừng có quan tâm đến chuyện này, cứ hát thì đừng có sợ rằng là anh hát không đủ hay để người khác nghe đâu. Cái quan trọng là hát chứ không phải quan trọng là hát hay. Được. Đây, rồi, bây giờ vấn đề là như thế, chúng tôi đã trình bày là làm sao mà chả có tài thơ hay là tâm hồn thơ vẫn làm được thơ. Tâm hồn thơ có thể tôi có, ai mà biết được, nhưng là không có cái cảm thúc thơ thôi. Thế thì đấy, tôi vừa mới kể chuyện là cái thủ thuật để làm. Đấy, bây giờ kết quả thì xin thông báo cho mọi người, có thể là hơi tra tấn mọi người một chút, và hy vọng là cũng không đến nỗi quá tồi. Và xin tranh thủ để giới thiệu luôn một cái trường phái thơ con cóc của bên Anh chuyển sang thành con cóc của Việt. Trường phái thơ con cóc của bên Anh gọi là trường phái thơ Limerick. Có thể là ở đây rất ít người biết cái đấy để giới thiệu luôn. Cái thể thơ Limerick là thể thơ hơi khó tiêu nhưng mà thực ra nó rất là dễ thôi. Nó gọi là thể thơ AABBA, tức là gì? Tức là nó có 5 dòng. À, 3 dòng A, tức là 2 dòng B, tức là đầu tiên là 2 dòng A, 2 dòng B, rồi dòng cuối cùng là A. Thế thì ba cái dòng thứ nhất, thứ hai, thứ năm là nó phải gần với nhau, tức là nó gọi là có rhyme đấy. Dòng thứ ba, thứ tư, ở đây người đây có ông Hoàng Tô, ông làm thơ giỏi lắm, để làm sao ông làm giỏi thế? Có khi là thơ ông biết không? Thì dòng thứ ba, thứ tư là nó gần với nhau, dòng thứ nhất, thứ hai, thứ năm nó gần với nhau, để là kiểu thứ nhất. Điều thứ hai là dòng thứ nhất, thứ hai, thứ năm thì nó dài, dòng thứ ba, thứ tư thì nó ngắn. Thế nào gọi là dài ngắn ở trong phương Tây? Thì thực ra nó gọi là gì? Nó gọi là có bao nhiêu chân? Tức là gì? Thường thì là dòng thứ nhất, thứ hai, thứ năm thì có 3 chân, dòng thứ ba, thứ tư nó chỉ có 2 chân thôi. Chân nghĩa là gì? Nghĩa là cái người ta gọi là
cúi mặt ấy, là nó có thể có hai ba âm, nhưng nó nhấn mạnh âm ở cái chân, này là cái chỗ nhấn mạnh thì nó có thể nằm ở đâu đấy, mà trở lại là người ta đếm chân đập. À, cho nên những cái gì không nhấn mạnh thì ta có thể đọc hết qua bỏ âm lên, còn cái gì nhấn mạnh không thể là bỏ được. Thế thì đấy là nguyên tắc thế thôi đấy. Và sao cho là nó phần chẳng như là đây là chẳng tiếng Anh ấy, cái bài thơ này là bài thơ Con Cáo và Chú Nho, đây là bài đầu tiên. Cái câu chuyện này là rất, mọi người ai cũng biết, Con Cáo chú nho rồi, cáo phải chê nho xanh, không ăn được thì nó chê, nhưng nó không chê thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của nó cũng tốt, cái chuyện nó chê là rất là tốt. Đấy thì còn đây thì là giờ phục xem chú Krebs, đây là cái câu chuyện ngụ ngôn của Aesop. Nhưng cái đặc biệt, cái hay của cái ông mà ông viết này là ông gọi ông Quan Tự Krem từ cái đêm của một thế kỷ rồi là gì, là ông viết lại thành thơ, thơ rất là dễ đọc, rất là cô đọng cho trẻ con đọc, rất là cô đọng, nó chỉ có 5 dòng thôi. Tất cả những cái chuyện ngụ ngôn người ta có thể viết là bao nhiêu dòng văn xuôi, và ông viết lại thành thơ chỉ có 5 dòng, là cô đọng. Tuy nhiên có thể nó kiểu ý là cô đọng rất là vui. Đấy, thế thì cái bài thơ này là The Fox and the Grapes, là Con Cáo và Chú Nho. This fox has a longing for grapes, là con cáo rất là thích ăn nho, à, nó nhảy lên hit trong bớt the bao nhiêu thứ escapes, là nó vẫn trượt lên bắt được cậu. And so he was away, so tức là đây là có grapes, nhá, xong escape, nhá, xong the grapes này. Còn câu thứ ba, thứ tư là có là xua với cả our, so our tức là thì nó gần với nhau. And he says that he's our, đấy, thì đấy là tiểu thơ Anh đấy. Thế thì tôi muốn là xin chúng tôi, tôi liên quan đến chúng tôi và cái nhóm làm sách cuốn đi, muốn là dịch lại cái thơ này thành ra tiếng Việt, nhưng phải giữ cái thể thơ này. Đấy, thì tôi vẫn giữ cái thể thơ này. Cái thể thơ này trong tiếng Việt phải nói nữa là ngang, chưa bao giờ anh đọc cái thể thơ này, thế nhưng mà nó ngang, nghe nó không quen. Thế cuối cùng nói hay không, cuối cùng thì là cuối cùng ngang hay không thì do cái thói quen thôi. Thế chẳng hạn là tôi đưa cho một số người đầu tiên họ ngang thế, nhưng mà sau khi đọc đến bài thơ thứ 10 thì sẽ thấy hết ngang, vậy chứ khó hơn chút. Ngang hay không là do thói quen, đó chính là cái có thể nở. Đây thì đây là cái thành cái kết quả sau cái sau cái quá trình là làm thơ như thế, thì đây là kết quả. Tuy nhiên cái thảo làm thơ đây có thể sửa đó, đây là cáo thèm muốn nhìn chú nho trên cao vút, có thể nên hai mấy lần điều hụt, tức là có hụt đấy, là nó bèn cũng quẩy bỏ đi, nho xanh chua lắm ra gì, đến bây giờ là phải chê nho trắng ngắt, như là phải vừa nó không được lắm, những đại loại như thế. Thì cái quyển sách ngụ ngôn này nó có 66 bài thơ như thế, trong đó có rất nhiều bài thơ Con Cáo, cái nhân vật tôi rất thích được. Thì tôi tự nhận mình là Con Cáo, khổ Leicester, thì có rất nhiều Con Cáo. Đây còn thêm một Con Cáo nữa, tôi giới thiệu có một cái chuyện ngụ ngôn đặc biệt về Con Cáo mà tôi rất tâm đắc, là nhảy chân nhân dịp đây để giới thiệu mọi người. Nó là chuyện ngụ ngôn về Con Cáo bị mũi đốt. Thế thì con cáo thì tự nhiên là nó có mấy phiên bản khác nhau. Một trong những phiên bản đấy là con cáo nó đi chạy qua một cái chỗ bụi cây thì nó mắc đuôi vào đấy, khi nó đuôi đấy nó không đi được nữa. Hoặc là có một phiên bản khác thì nó bơi qua cái sông thì lúc nó mệt, bơi lên nó ngoài được bờ nó mệt không đi được nữa. Thế thì khi mà nó không đi được, dù là mắc đuôi hay là mệt thì cũng bị mũi nó chặn là đốt và không đi được. Thế nên là nó chạy được rồi thì mũi không đốt được nữa. Thế thì khi mà nó bị mũi đốt thì có một cái con như là con kiểu như là con sói hay con nhím thì đúng rồi. Và nhím đâu mới đến, nó bảo cáo ơi tao đuổi muỗi đi cho mày nhé. Đấy, cáo bảo mày đừng có đuổi muỗi. Thì sao lại không đuổi? Bảo cái bọn muỗi này nó đốt tao nó rồi. Bây giờ mày đuổi đi, cái bọn muỗi đói khát nó đốt tao thì tao chết. Đấy là chuyện con cáo bị muỗi đốt hay con cáo mắc đuôi. Thế cái chuyện về ứng dụng vào đâu thì tùy các người. Và không sao. Cái vấn đề là phải giải quyết cái đuôi là vấn đề phải làm cho nó đi được, chứ không phải vấn đề là đuổi mấy con muỗi thì tìm muỗi thì nó thừa rồi đó. Thế thì bây giờ thôi, đây thì dịch thì là gì, cáo già mắc đuôi vì là đuổi bổ vây, đốt xứng người nói đừng có đuổi chúng ngay vì nếu có một đàn muỗi khác nói hơn sẽ đốt ta tan xác, phải cứ để con muỗi no rồi ở đây. Đây là cái con cáo rất là khôn. Thì còn cứ đòi đuổi mũi, trong khi các cái khác cũng giải quyết không có được. Thì bây giờ còn một chút thời gian, tôi có lẽ tôi xin phép kết thúc hơi sớm một chút rồi chúng ta có thể.
hỏi ai cái gì cũng giao lưu gì. Hoặc là nếu mà ai mà muốn xem thêm về về cái gì tôi sẽ điều chỉnh chi tiết thêm. Thì như mọi người đã thấy là đấy thì coi như là toán học nó liên quan đến rất nhiều thứ, kể cả cái mà có thể hình dung là ít liên quan đến là thơ. Nhưng thực ra thì thực ra các nhà toán học tâm hồn thơ cũng nhiều lắm đấy. Ngày trước thì thầy Việt Dũng này cũng biết cái khóa toán và vu ngày xưa bao nhiêu người là thơ cơ. Thực ra là đấy thì có thực ra toán học và nghệ thuật nó giống nhau rất nhiều điểm. Một trong những cái điểm giống nhau là thật là rất nhiều cái thiên tài điểm giống nhau. Thứ nhất là nó đều sáng tạo. Sáng tạo thì đều phải có cảm hứng, đều cần, cái quan trọng là đều cần cái sự tưởng tượng. Ông làm toán ông không tưởng tượng thì ông không làm được cái gì. Trong khi ông làm nghệ thuật thế thôi, ông phải có cái tưởng tượng cái chung trong đầu để có cái trí gọi là imagination. Và đương nhiên là bây giờ thì liên hệ là dùng toán phân tích được một cách không phải, tại vì nếu mà ta phân tích bằng lời không thì có thể tù mù, nhưng ta phân tích bằng toán học thì cái sự tù mù trở nên rõ ràng hơn. Và từ đó là từ cái chuyện ta không hiểu nghệ thuật ta có thể trở nên là hiểu chúng tôi. Và nghệ thuật cũng là một trong những cái mà có thể dùng đây đối với các thầy cô giáo đây có thể đưa vào trong công việc giảng dạy rất là thú vị cho trẻ hấp dẫn. Thì như cái công cụ, những cái bài, những cái hoạt động nghệ thuật trong toán thì trên thế giới thì là rất có nhiều, mình chỉ cần lấy về mình sao hay lắm. Thôi thì tôi nói thêm nhiều về cái khả cổ một chút nữa. Thôi tôi xin nói một chút về cái phần cuối là phần nghệ thuật hiện đại, toán học hiện đại. Tuy nhiên là toán học hiện đại thì ở đây thì có lẽ là ít người làm về toán thì có thể là không biết thêm nhiều lắm về cái ý tưởng toán học hiện đại. Nhưng mà bây giờ tôi xin nói này, có thể không cần biết đâu, nhưng mà chỉ cần biết một điều tôi là cái ý tưởng nghệ thuật hiện đại nó rất gần với các ý tưởng toán học hiện đại, và thậm chí là nhiều người đi trước ý tưởng toán học hiện đại. Và tất nhiên là các nhà toán học hay là những người hiểu biết về toán học có thể sử dụng những ý tưởng toán học hiện đại để làm ra các cái tác phẩm cho rất là đẹp mắt. Thế thì nghệ thuật chủ yếu là cuối cùng là để ta nhìn được, để ta nghe, ta hưởng thụ thôi. Nếu anh làm kiểu gì kệ anh, mà biết cuối cùng làm sao sang những cái tác phẩm để được nhiều người thấy tò mò thì tất cả những ý tưởng toán học hiện đại có thể sử dụng để tạo ra các cái tác phẩm. Thế như là tôi thì không có tài, những người khác người ta có tài, người ta làm ra những cái rất là đẹp. Còn tất nhiên là các cái nhà nghệ thuật người ta ăn trộm ý tưởng của toán học nhiều lắm. Đây là một ví dụ, cái bức tranh này tôi xin lỗi là cái mà chiếu lên trên này do cái màn hình cái chiếu nó không được tốt lắm nên nhìn nó đã bị mất đẹp đi nhiều rồi, cho nên trong cái kính nhìn đẹp được. Cái bức tranh này là của cái ông Dali, mọi người có ai biết ông Dali, Salvador Dali. Ông Dali này là một họa sĩ rất nổi tiếng mà có thể gọi là họa sĩ tỷ phú, tại vì là cái bức tranh của ông ấy là tổng cộng lại là tiền chia tiền tỷ đô la. Thì đây là một trong những bức tranh nổi tiếng của ông ấy, thì là nó gọi là bức tranh gọi là The Face of the War hay sao, tức là mặt của chiến tranh ấy. Đấy, tức là toàn là đồ lâu thôi. Nhưng mà thế ông ấy ăn cắp ý tưởng toán học ở đâu? Tại vì là cái bức tranh này là khoảng năm 1940, nhưng mà trước đấy thì cái ông Cantor là toán học ấy, ông đã làm những cái tập hợp, như thế cái tập hợp Cantor, tức là cái tập fractal ấy, tức là gì? Đấy, tức là nó có cái, tức là ông lấy một cái khối gì đấy xong đục một lỗ, ví dụ như thế, xong rồi là cái chỗ còn lại ông lại đục một lỗ, chỗ còn lại ông lại đục một lỗ, chỗ còn lại đục một lỗ, thế là nó cái tập đấy nó có tính chất nó tương tự giống nhau, tức là cái to này nhá, thì nó giống cái nhỏ, cái nhỏ này giống cái nhỏ bên trong, cái nhỏ giống cái nhỏ bên trong, nó có cái tính chất tự giống nhau. Đấy, thì ở đây là cũng hoàn toàn như thế, tức là cái đầu lâu nhá, cái đầu lâu thì nó lại giống cái bên trong con mắt, hoặc là giống cái bên trong cái mồm, đúng không? Đó. Thì nó lại là cái đầu lâu, và cái đầu lâu ở bên trong cái mồm hay con mắt nó lại giống cái đầu lâu ở bên trong con mắt hay cái mồm của cái đầu lâu con đấy, và cứ tiếp tục như thế mãi mãi. Thì đấy là một ý tưởng, người ta là ý tưởng tập fractal của thầy Cantor, thì ông là một trong những cha tổ của những tập hợp chủ toán học ấy. Thì đấy. Thì đây là một cái ví dụ.
Tại vì nó ấn tượng rồi, hoặc là đầu lâu nhìn nó cũng được rồi. Thế đây đây cũng vẫn là ông Dali. Bức tranh này cũng là một bức tranh rất nổi tiếng, gọi là bức tranh của Persistence of Memory. Persistence of Memory. Thì không chẳng biết tiếng Việt thì cái gì, cảm gọi là trí nhớ chúng tôi. Tức là cái bức tranh này nó hay ở chỗ là mọi người nhìn thấy nó độc đáo này. Cái đồng hồ thì có chuyện cái đồng hồ nó lại chảy như thế đó. Thế thì cái sự độc đáo của ông nó lại vẽ cái đồng hồ lại chảy như thế. Thế mới là độc đáo rồi. Cái gì mà nó cũng giống thật ấy thì nó lại không còn độc đáo. Cái đồng hồ chảy. Tượng trưng cho thời gian. Nên cái trí nhớ nó còn vượt cả thời gian, cái thời gian nó còn phải chảy ra. Thế thì ý tưởng toán học ở trong này là gì? Thì sao trong toán học khi người ta nghiên cứu các cấu trúc chán rồi thì người ta nghiên cứu đến sự biến dạng của các cấu trúc. Cái lý thuyết gọi là deformation là một trong những lý thuyết toán học hiện đại quan trọng nhất hiện nay. Thì người ta cứ nghiên cứu các biến dạng thì có thì suy ra các cái tính chất của bản thân các cấu trúc ban đầu. Đấy. Thì thực ra ông này ông là trước thời đại ở cái đây ông làm biến dạng cái đồng hồ. Tất cả mọi thứ là từ thẳng thành cong, từ cong thành gì đấy. Rồi. Chúng ta cũng phải biến dạng các vấn đề. Đây là một bức tranh khác của một họa sĩ nổi tiếng khác, ông Picasso, cũng là một ông tỷ phú họa sĩ. Cái trường phái của Picasso cái thời mà Picasso trẻ hơn, Picasso vẽ cái gì giống cái đấy. Khi mà nhiều tuổi thêm một tí thì vẽ không cái gì giống cái gì cả. Thế nhưng mà chính là vì vẽ không giống nhưng mới nổi tiếng, thì vẽ cái gì giống cái đấy thì chẳng nổi tiếng được. Cái bức tranh này gọi là bức tranh cái violon. Mọi người nhìn con có giống cái violon không? Tất nhiên là nhận ra cái phần của violon nhưng bản thân nó không thành cái hình giống hệt cái violon. Mà cái bức tranh này thì nó thứ nhất là nó rất nổi tiếng, thứ hai là được một cái ông nhà toán học mà một trong những nhà toán học lớn nhất thế giới hiện tại là ông Alan Kohn rất là thích. Thế thì cái quyển sách của Alan Kohn, cái quyển sách rồi cũng là gọi là quyển sách hình học không giao hóa. Thì ông thấy đó mình vượt ngay cái bức tranh này là cái trang điểm của sách. Tức là trong cái bức tranh này nó cả có những ý tưởng không giao hóa, những ý tưởng rất hiện đại. Tức là thì mọi thứ tức là bây giờ hiểu thế nào là lượng tử hay là hiểu thế nào là không giao hóa. Khi mà các thứ nó lượng tử thì nó có thể là nó có nhiều trạng thái nó chồng lên nhau, tức là ông có thể là đặt cái này chồng cái kia, đặt cái là nó phải như thế này cũng lại chồng lên như thế này, hai con mắt thì có thể mắt như thế này được cơ. Nó tách ra nó lại chồng lên rồi lại biến dạng, nó không còn giao hóa nữa, không còn chuyện nữa. Khi người ta không còn bị những cái giới hạn thế thì người ta có thể biến dạng được theo kiểu lượng tử hóa, theo kiểu chia nhỏ ra, theo kiểu sắp chồng các thứ lên nhau, thì người ta có thêm được rất nhiều cái khả năng để mà thể hiện cái ý tưởng của mình. Chứ còn nếu mà bị chặn như thế kia thì khả năng thể hiện ý tưởng nó ít đi nhiều nữa, vì là nó táo bạo, nó dám thực hiện cái phép biến đổi như thế, nên là nó mới ra được những bức tranh hay như này. Và nó thể hiện như là bức tranh người đàn bà khóc thì có đây tất nhiên là trong mặt nó không giống, nhưng mà nó rất là gợi cảm, nó không giống thật nhưng nó rất gợi cảm. Đây anh có hai cái mắt thì nó khóc được ngay, nhưng nếu mà nhìn mặt nghiêng thì chỉ nhìn thấy một cái đó, nhưng tôi muốn thể hiện cả hai cái mắt nó khóc được thì tất nhiên là tôi phải mẹ nó không thật thì mới thể hiện được đâu. Cái thật ở đây là cái không phải là cái mặt nó thật mà là cái cảm xúc nó thật. Nó thật. Thì bây giờ lại nói chuyện thật hay không thật, hay là cái chuyện sự hạn chế của giáo điều, hay là cái khả năng của cái sự suy nghĩ thoáng. Có một cái câu hỏi rất đơn giản thôi, là cái xe đạp có thể chia đôi được không? Có thể chia đôi cái xe đạp được, là xe đạp không? Bây giờ bạn này trả lời là không hay có. Chia đôi cái xe đạp ra thì nó còn là cái xe đạp không? Chia đôi được không? Không. Ba con thỏ có thể trừ đi 5 con thỏ được không? Không. Tất nhiên là có những cái nhưng mà chúng ta hiểu thắng nghĩa là đấy là không. Nhưng chúng ta thay đổi quan điểm đi thì nó lại thành có, đúng không? Tất nhiên là bây giờ là có một cái chai nước ở đây thôi, tôi không thể uống hai chai nước được đâu. Nhưng mà nếu mà tôi hiểu thắng nghĩa là đấy thì vẫn là có được. Còn cái chuyện chia đôi xe đạp tất nhiên là chia về mặt vật lý, mà ta phải cứ đôi ra thì nó không còn là cái xe đạp này nữa. Nhưng là có rất nhiều cách chia đôi khác, không thế nhất phải là chia đôi về mặt vật lý, đúng không?
ta có chỉ chia đôi về quyền sử dụng, chia đôi về sở hữu, đó, chia sẻ cho nhau thì cũng là chia đôi. Đấy, thế nên là có một lần mà có một cái thầy giáo ở đây, mà thầy giáo nói chê rất là chê cười cái chuyện người ta chưa được chia làm, thế thì tôi thấy đấy thực ra thì thật sự, học sinh phải được học cái không giáo điều, phải học cái suy nghĩ thoáng, đó, phải thấy được các cái khả năng vô tận như thế, tức là có rất nhiều cái kiểu chia đôi chứ không phải là chia đôi cái nghĩa là đối tượng vô đôi, không tránh được cái gì đấy. Thì đây cũng thế thôi, đó. Là nếu ta bỏ đi một số giáo điều thì mọi thứ nó trở nên là cái khả năng nó rộng hơn nhiều. Cái này cũng là bức tranh của Picasso. Còn đây là tranh của ông khác, ông Escher. Cái ông Escher mà vẽ rất nhiều cái gọi là cái bức tranh tessellation nhiều đấy, thì ngoài ra ông vẽ cái bức tranh này có thấy cái gì đặc biệt không? Cái gì đặc biệt? Đi lên mãi vào cuối cùng vẫn về cho cô đó. Tuy nhiên là nó siêu thực. Nên ông ý định của ông không phải là vẽ thực, nhưng ông ấy vẽ siêu thực thôi để trông nó đẹp mắt hơn. Đấy. Nhưng mà vì sao có thể đi lên mãi mà lại vẫn như cũ? Nếu nó là một cái sân thì có thể như thế đâu, không được đâu. Đây đâu phải là một cái vòng tròn như thế đâu. Chính là vì như chuyện đó là thành cái vòng, anh có thể là anh cứ đi mãi cái vòng. Thực ra trong toán học ấy, cái ý tưởng mà cái vòng tròn khác với cả cái chuyện nó là phải là khác cái chuyện là cái đường thẳng, thì trong toán học người ta cũng nói đến rồi đó. Thì cái đấy ở trong toán học người ta gọi là những khái niệm gọi là đồ vật đủ liều trong toán học ấy. Thì đây là một cái ví dụ gọi là thể hiện của cái tính nghiệm của cái tính chất toán học đồ vật đủ liều. Thì đó chúng ta là cái hay là gọi là tốc độ đại số đấy, đây là một cái tính chất tốc độ đại số. Đây, mọi người chẳng cần đọc quá, nó nhìn thế này là thấy được nó học rồi. Đây, thấy rõ ràng là cái vòng tròn này khác, cái đường thẳng. Còn đây là, đây tôi chỉ xin giới thiệu những cái ý tưởng này nhé. Thế tức là, có thể nói là có rất nhiều cái ý tưởng khác nhau, tạo ra những cái bức tranh nghệ thuật rất là đẹp khác nhau. Và có thể nó cái ý tưởng này nó xuất phát từ các cái bài toán học, từ các công cụ toán học. Đây là một cái bức tranh khá là hiện đại, rất là trả lời người mới của ông Post năm 2006. Cái bức tranh này, cái tên của nó chỉ là Not thôi, nó không có O Not ở đây đâu, chỉ Not và chấm hỏi thôi. Thế mọi người nhìn thì sẽ thấy nó là cái gì? Nó là như là một cái nút mà cắt rất là sự tương đối phức tạp của cái trọng tình của tên ấy. Đấy, trên một cái nền xám. Nhưng mà nếu mà nhìn sắc thì mới nhìn được. Thực ra nó không có cái nút đen nào cả, nó là một cái đường dây trắng. Cái đường dây nó viên nó chạy như thế này. Đấy, và cái đường dây đấy nó không có chỗ nào chồng lên nhau cả. Tức là thực ra nó là một cái vòng tròn. Cái câu trả lời đây, tức là như thế này đó, chỉ là nghệ thuật chủ yếu là để nhìn, để cảm thụ, để cảm thấy vui, chứ chắc chẳng phải là để giải quyết cái gì cả, để cảm thấy, cho chúng ta cảm thấy sướng. Đấy, cái câu trả lời của cái câu hỏi là nó không có nghĩa là cờ nó tự thật, là nó là không. Nó không phải là cái nút. Vì sao nó không phải là cái nút? Bởi vì thực ra nó là một cái đường dây không có bị cuộn vào nhau gì hết, và đường dây phẳng, một đường nối liền đấy, mà nó vẽ được thành bức tranh và cái nút như thế. Thế tại sao thì nó lại là đường dây như thế? Thực ra đây là một cái bài toán học. Ông ấy dùng một cái vấn đề toán học thì ông ấy vẽ cái tranh này. Cái vấn đề toán học này nó xuất phát từ khoảng độ cũng lâu lâu rồi, nhưng mà là bài vấn đề tương đối hiện đại, nó gọi là bài toán của người đi bán hàng. Bài toán của người bán hàng như là vậy. Tức là nó có bài toán có thể nói nôm na này, tức là có nhiều điểm bán hàng khác nhau hay là nhiều thành phố khác nhau trên bản đồ. Thì cái người ta đi bán ấy, người ta muốn đi một cách tối ưu, người ta muốn đi qua tất cả các cái điểm bán hàng, sau đó lại về chỗ cũ. Tức là bây giờ tôi có một cái xe, tôi chở đi đến tất cả các nơi mà về chỗ cũ. Và sao cho lại đi qua tất cả các điểm thứ nhất và thứ hai là tôi đi cho nó ngắn nhất, cái đường đi ngắn nhất. Đấy, thì tất nhiên là trong tất cả các đường đi phải có đường đi ngắn nhất, đúng không? Chuyện hiển nhiên là tưởng tận nghiệm rồi, tại vì cứ giả sử là có cái đường đi có đường đi ngắn nhất. Và điều thứ hai nữa là có thể chứng minh của bài toán học này, đường đi ngắn nhất thì không tương cắt. Tức là nếu mà đường anh đi này xong rồi so cách đi cắt cái này thì chưa thấy chắc chắn không tối ưu, tại vì anh có thể là đi như thế này hay không cắt là ngắn hơn, có hiểu ý không? Anh đi như này nhá, hay việc đi như này, anh cần đi như này thì nó sẽ ngắn hơn. Đấy, như thế là đường đi ngắn nhất là không tương cắt. Được. Còn chuyện tìm ra được ra đường đi ngắn nhất là chuyện khác, ít ra là chắc chắn là có cái đường đi không tương cắt qua tất cả các điểm đúng một lần thôi, để đi tiếp đi qua hai lần nữa là không tương và về lại chỗ cũ, thì tức là nó là thành cái đường không tương cắt, nó không phải nút, nó là cái vòng tròn thôi, vòng tròn
đấy chính là một cái lời giải của cái bài toán này ra hình này. Và cái ở đây là cái hình này là nó có 5.000 điểm. 5.000 điểm thì đấy là cái bức tranh cho nó xong cho nó nét. Tuy nhiên là chúng ta không ít điểm hơn thì nó sẽ không nét. Đây. Đây lại thêm vài cái hình nữa, cả vui. Cái này cũng là tương đối là mới. Cái này là có một cũng là nhà toán học rồi. Nghĩ ra cái khái niệm gọi là polynomiography, tức là dùng đa thức là polynomial để vẽ ra tranh. À. Thế thì tuy nhiên là nếu mà đa thức vẽ ra tranh thì phải có các cái thuật toán liên quan đến đa thức đấy. Thế là cái thuật toán ở đây ông ấy nói đến là thuật toán tìm nghiệm đa thức. Nghiệm tức là cái trả như là đa thức Px thì x sẽ cho Px bằng 0. Là cái root ấy, cái nghiệm. Đấy. Thì tuy nhiên cái đa thức ở đây phải là đa thức nghiệm phải là bình phức, và một cái bức tranh cái mặt phẳng của bức tranh là mặt phẳng phức. Ở đây là một ví dụ ứng dụng của số phức. Bây giờ có rất nhiều người bảo là bỏ số phức đi học phổ thông làm gì, và thôi thì ít ra là học thì biết là có những cái bức tranh đẹp thì tốt thì sao. Thế là nó hơi buồn thôi, nhưng thực ra là số phức rất là quan trọng, bởi vì là rất nhiều cái vấn đề số thực muốn để giải quyết thì cần dùng đến số phức. Hay là nếu mà chẳng như là hiểu muốn hiểu biết về vật lý mà không hiểu số phức thì còn được biết đi không thể hiểu được. Thế thì đây là những bức tranh ông ấy đặt tên, chẳng hạn như là bức tranh ở giữa thì gọi là bức tranh Mona Lisa thời hiện đại, đó là cái mặt nó tương đối hiện đại. Đấy. Còn cái bức tranh ở bên phải thì gọi là Miss Polly, bên trái thì tức là gọi lại gọi là cái mặt nàng. Đấy. Thì thực ra là nó ứng với những cái từ trước đấy, chẳng hạn như là những cái tập Manembro, tức là những cái sự biến dạng của cái tập như tập Manembro, cái tập Manembro rất là nhiều. Và những cái miền ở đây mà tô màu ấy, tức là những cái miền mà mình cái chuyện là sau khi mà làm một số phép nào thì nó sẽ hội tụ đến cái điểm. Thì cái khả năng ở đây là vô hạn đó. Chắc sau khi mà có cái thuật toán ấy, thì sau đó thì ta từ đấy những cái đa thức rồi lấy những cái thông số kỹ thuật, thông số rồi chúng ta chỉnh thì nó sẽ ra rất nhiều hình khác nhau. Trong nhưng như không phải hình nào cũng đẹp, nhưng mà từ cái chuyện anh có rất nhiều hình anh có thể chọn được những hình mà trông nó đẹp. Thì tất nhiên là đây những hình này trông nó đẹp vì như lúc trước nó là nó liên quan đến một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý của cái đẹp đấy là nó trông giống người, cái gì mà giống ta thì ta sẽ đẹp. Và ngoài ra thì có rất nhiều cái hình nghệ thuật khác, chẳng hạn như là đây là những cái mặt phẳng, những cái mặt đại số, tức là cái sự phát triển của máy tính ngày nay thì cho phép chúng ta làm những cái mặt tính này. Ngày xưa thì chúng ta có thể chúng ta muốn làm thì khó hơn, tính toán nó rất là khó, nhưng máy tính giúp cho chúng ta tính toán nó dễ dàng, giúp cho chúng ta làm công tơ đen nó dễ dàng. Thì ngày nay mình có rất nhiều cái kiểu đây là ba chiều, đây là một cái hình ba chiều nó chụp lại thôi. Bây giờ mà đi đến những cái viện toán ở các nơi, các trường học, tại đại học, ở các cái nơi trên thế giới thì nhìn rất rất nhiều những cái bức tượng, mà bức tượng tượng trừu tượng làm mà cô chú cũng là toán học. Hay là tôi quên mà nói là chẳng như là tất nhiên các cái nhà họa sĩ, một trong những họa sĩ rất nổi tiếng nữa là ông Cody. Nếu mà ai mà có dịp đến Barcelona vào cái nhà thờ Sagrada Familia thì toàn bộ cái nhà thờ đấy là nhà thờ người ta xây cả 500 năm rồi chưa xong ấy, mà nhà thờ người ta xây cũng cả tỷ đô. Nhưng mà toàn bộ những cái cấu trúc bên trong nhà thờ là rất là quan trọng, tất cả những cấu trúc đối xứng, cấu trúc hình trong đây. Đây thêm một cái tranh để cho vui. Đây là cái ông thầy của mình ngày xưa, ông là một người vừa làm nhà toán học và vừa làm một họa sĩ được rất nhiều người ưa chuộng, tranh ông ấy bán chạy lắm. Cái này có ai biết đây là cái tranh gì? Đây. Thực ra nếu mà không biết thì có thể đoán này khó, nhưng mà đây là một cái vấn đề toán học này thú vị lắm. Tức là cái vấn đề này gọi là vấn đề ngộ ngược mặt cầu từ trong ra ngoài. Là cái mặt cầu này nhá, nên luôn được theo nghĩa đặt là nghĩa là mình được phép biến đổi mặt cầu, nhưng mà nó làm được phép đặt vẫn là giữ cái gọi là emotion đấy, và làm một lúc xong rồi xoay một lúc thì nó lại cái mặt bên trong lại thành bên ngoài. Thì đây là những cái phép, như là những cái bước để mà lộ người phục cầu thì đấy thì cả buổi nó vẽ thành tranh. Thế là bức tranh thì trông nó rất là trừu tượng, nhưng mà nó được với những cái bài giảng cụ thể. Đây ông ấy vẽ nhiều lắm, đây là một trong số rất nhiều bức tranh của mình. Thì đây là những cái phân xúc sắc thôi, và nó thể hiện cái sự hỗn loạn, mà trong hỗn loạn luôn có trật tự, đấy là cái nguyên tắc của thế giới. Thế là chính là cái môn thống kê như thế nào, chúng ta tìm thấy ra những cái quy tắc, những cái trật tự trong cái sự hỗn loạn. Thêm một cái nữa, và cái này là cái cuối cùng.
là cái này là khởi thủy của lý thuyết hỗn loạn. Bây giờ chúng ta biết đây là trong cái mô hình của Lorentz sẽ là đơn giản, chỉ là những phương trình phi tập thường ở ba, tức là ba chiều thôi, và nó ra một cái nó gọi là cái strange attractor, để nó có cái dạng người ta gọi là con bướm Lorentz. Thì tức là nó chạy như là một cái điện cứ chạy xung quanh cánh bướm, tự nhiên bướm sang cánh này, bướm sang cánh kia, sau một lúc sau thì bướm sang cánh này, quay lại hai cánh nhảy và nó lại cứ chạy giữa hai cánh. Đấy, và mình không biết, nói chung là mình không biết được lúc nào nó nhảy. Cái sự kiện bản thân cái sự nhảy nó cũng là thì trên thế giới nó có rất nhiều những cái hiện tượng như thế giới. Thì cái này thì cái sự hỗn loạn này nó nhưng mà nó cũng đẹp và nó gây làm ra nhiều thứ vậy. Đấy vâng. Còn bây giờ thì gần như là cũng 11 giờ đấy, có lẽ tôi xin phép dừng ở đây và xin rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm. Yeah.